ám vương giả chương 1203, giáng lâm. Nhưng mà da trên gương mặt người này lại y hệt màu da nâu xanh trên cổ nó, rất thô ráp, có rất nhiều vết nhỏ nhưng ngũ quan thì chắc chắn là của loài người. Cúi đầu xuống. Đột nhiên có một tiếng hét truyền đến. Đỗ Địch An giật mình, vội vàng rụt đầu lại, bò vào bên trong khoang kim loại. Thế nhưng tự dưng có một bóng đen vụt qua trên đầu hắn, cảm giác nóng trang bắt đầu truyền đến con điểu thú đó tỏa ra nhiệt độ cực cao. Đỗ địch an thầm nghĩ, nguy hiểm quá, rồi quay đầu lại nhìn, hắn thấy Dana áo trắng trông như con vượng tuyết có bộ lông màu trắng ấy vồ đến. Chỉ vài bước thôi nàng đã vặt được đầu của con điểu thú đang định tấn công đỗ địch an, máu bắn tứ tung. Ở một bên khác của con cự thú mặt người cổ dài màu nâu xanh ấy, có một cái bóng trông giống con nhện đỏ đang chiến đấu với con điểu thú còn sót lại. Trên người nó có những đường hoa văn màu đen, động tác rất nhanh nhẹn, cái chân nhện đạp mạnh một cái đã đâm thủng được con điểu thú đó, như những cây giáo sắc bén vậy. Ở đằng sau, bô rao 12 cánh ngăn đám điểu thú lại, đôi cánh màu đen liên tục bắn ra những sợi lông vũ, đâm vào mắt hoặc là cổ những con điểu thú vượt qua đường phân cách. Có con thì bị trọng thương, có con thì chết ngay tại chỗ. Dù rút lui khoảng 4, 5 phút rồi nhưng đám điểu thú vẫn không buông tha, cứ đuổi theo, số lượng bị chết, bị thương lên đến cả trăm con. Lúc này, tiếng kêu đó có phần hưng phấn hơn. Ngay sau đó, cảm giác bọn điểu thú bay quanh đó bắt đầu ít đi, chúng trời đi rồi. Chuẩn bị đi rồi sao? Đỗ địch an chớp chớp mắt rồi thở vào một hơi, hắn thấy có chút tiếc nuối. Thế nhưng rất nhanh thôi đỗ địch an lại thấy tình hình có gì đó hơi sai sai. Điểu thú dần tụ lại thành một đám, tạo thành một đám mây đen lớn. Nói một cách chính xác thì là một đám mây màu đỏ sẫm, như là có máu ứa ra từ trong đám mây đó vậy tự dưng đổ địch an thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên, hơn nữa càng ngày càng nóng. Không quá nửa phút sau, hắn thấy không khí nóng đến mức khiến da hắn sắp bị bỏng rồi, mặt đổ địch an hơi biến sắc. Hắn đã nhìn thấy đám điểu thú kia có sự thay đổi cực lớn. Nếu như nói rằng lúc trước đám điểu thú đó có màu đỏ sẫm thì lúc này, chúng mang màu đỏ rực. Lông vũ của mỗi một con điểu thú đều có màu sắc rất tươi sáng, phần màu đen còn lại đó dần biến mất, dần chuyển thành đỏ như máu. Phù khi cánh của một con điểu thú nào đó bị cháy, dường như thứ bị đốt là một đường dây dẫn vậy. Cánh của những con điểu thú để rất sát nhau, chúng bốc cháy liên tục. Đống lửa này ngày càng lan to, bao lấy cả con điểu thú, chớp mắt thôi nó đã biến thành một con hỏa điểu. Cả đám điểu thú đã biến thành một biển lửa. Làn gió nóng thổi đến, khiến đổ địch an thấy khô cả họng. Hắn cảm giác những sợi lông trên bộ lông màu trắng tuyết của Dana áo trắng hình như cũng đang cong lên, như là bị hung lên vậy cha Dana đồ trắng với hình dáng vượng tuyết nhịn không được la lên vẻ mặt lo lắng trước vùng biển lửa đang rực cháy bô rào mười hai cánh màu đen giống như một vị tu la địa ngục cầm thanh kiếm lớn màu đen trong tay đưa lưng về phía mọi người vẫn thản nhiên đối mặt như vậy khiến cho đỗ địch an nhìn thấy không khỏi nín thở đây là sự ung dung của vương giả ấp ủ trong một thời gian ngắn nhiệt độ trong không khí đạt tới độ sôi mắt nhìn thấy không khí hình như cũng bóp méo một chút quần áo cũng có cảm giác cháy thậm chí đổ địch an nghi ngờ chỉ cần đốt một cây diêm không khí cũng có thể tự bốc cháy theo một tiếng chim kêu cao vút đột nhiên vang lên tất cả hỏa điểu lập tức kêu to đáp lại cùng lúc đó trong tiếng kêu dài thì ngọn lửa trên người hỏa điểu bắt đầu chuyển động ngưng tụ thành một quả cầu lửa rực cháy ở trước ngực lúc quả cầu lửa đạt tới đường kính nửa mét thì bắn ra ầm ầm hàng ngàn hàng vạn quả cầu lửa bay vụt về phía trước tập hợp cùng một chỗ Khát nước biển lửa giống như mưa to, từ trên bầu trời quét xuống, khí thế to lớn, khiến cho người khác chấn động. Cả người bô rao 12 cánh đột nhiên xuất hiện sóng màu đen sẫm, nhìn qua giống như nhân vật chính trong trò chơi tỏa ra vần sáng, khoảnh khắc biển lửa nhấn chìm cả bầu trời, hắn gầm nhẹ một tiếng, như sư tử như hổ, thanh thế khiếp người, dơ cự kiếm lên cao, nhảy vào trong biển lửa trước mặt. Biển lửa nhấn chìm và cắn nuốt trong nháy mắt. Nhưng giây phút tiếp theo, Biển lửa lại nhanh chóng tách ra hai bên, bóng dáng màu đen hiện ra, đúng là bô rao 12 cánh. Hắn và cự kiếm trong tay hắn, giống như đá ngầm cạnh thủy triều, sừng sững giữa không trung, cự kiếm tách biển lửa ra, phân dòng nước ra hai bên, lại không hề tổn thương đến cơ thể của hắn, bao gồm lông chim trên cánh, cũng không cháy. Đỗ địch an mở to hai mắt, nhìn trận mắt khá hốc mồm, cái này không phải quả cầu lửa bình thường, có thể cảm nhận được nhiệt độ cao tỏa ra, cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ lửa bình thường, nếu như đổi lại là hắn, căn bản không có sức ngăn cản, cho dù lưỡi dao của kẻ tách rời sắc bén gấp 10 gấp trăm lần. Cũng sẽ bị quả cầu lửa cắn nuốt hòa tan trong nháy mắt, cháy sạch đến cặn cũng không còn. Lúc này, tàn dư của quả cầu lửa phân luồn quét qua hướng của cự thú mặt người cổ dài màu nâu xanh, cự thú gầm nhẹ một tiếng, cánh vỗ ra một trận gió lốc lớn, quạt tàn dư của quả cầu lửa bay về phía khác, đồng thời chuyển hướng cực nhanh, bay về phía không trung trọng lớn phía xa. Đỗ địch an nhìn bô rao 12 cánh cách càng ngày càng xa, nhìn thấy sóng màu đen sẫm bao quanh trên người hắn, đột nhiên nhớ đến năng lực của kẻ cầu khẩn, nhìn thấy trước đó không lâu, một trong số đó là công kích bổ sung thêm năng lượng hắc ám. Năng lượng hắc ám này là tên chính thức cho ma vật trên họa sách, trên thực tế vẫn là năng lượng sinh học dẫn đến thay đổi cơ người thể, giống như Helisa sau khi biến hóa thành ma thân chế tạo ra quả cầu lửa trạng thái lỏng. Hiển nhiên, dao động màu đen sẫm vừa nãy của bô rau 12 cánh cũng là năng lượng cùng loại. Hơn nữa cái đó gần như giống với hình tượng thiên sứ sa ngã trong thần thoại, chắc là ma ngân truyền kỳ năm sao hàng đầu. Rất nhanh, lưng của cự thú mặt người cổ dài màu nâu xanh cổng đám người đổ địch an rời khỏi chiến trường, nhiệt độ cao dữ dội xoay quanh bên cạnh vài người cũng bị gió to cuốn đi, từ từ mắt rượi. Đổ địch an quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một vùng mây lửa đỏ thẫm trên bầu trời phía sau, lại không thấy rõ bóng dáng của bô rau rất nhanh cự thú mặt người cổ dài màu mồng kép đáp xuống một cánh đồng hoang vu bên cạnh hồ nước trong rừng rậm hai ma vật hình dáng thằng làng đang nằm sấp bên cạnh hồ nước cơ thể dài hơn 10 mét chúng nó thấy người xâm lấn lập tức từ trong trạng thái nghỉ ngơi thoải mái bò dậy con ngươi màu hổ phách lộ ra ánh sáng tàn bạo khát máu nhanh chóng di chuyển nhanh chóng nhảy qua phía cự thú bọc đánh một trái một phải hừ một tiếng hừ lạnh vang lên Dana đồ trắng giống như vượng tuyết từ trên người cự thú nhảy xuống, đúng lúc đạp lên trên đầu một ma vật hình con thằng làng bay qua, tầm một tiếng, cơ thể có vẻ khá xinh xắn giống như đá lớn vạn cân, lại đập đầu của ma vật này thật sâu xuống đất, trong nháy mắt vỡ nát, ốc phun tung tóe, chảy ở khắp nơi. Mà một con khác thì bị cự thú cuối cổ dài xuống rồi ngậm lên, cắn đầu, mặt người kia mở miệng ra, lại lộ ra răng nanh thật dài so le không đồng đều, cắn đầu ma vật này, ngửa cổ sơi tái. Đỗ địch an nhìn thấy da đầu rung lên Không biết thứ kiểm soát ý thức của cự thú này Đến tột cùng là người hay là thú Sau khi ăn ba vật hình dáng thằng lằn Cự thú không người duỗi cổ đến trong hồ uống nước Mà ba vị Dana thì đều giải trừ ma thân Trong đó Dana mặc đồ thú thô ráp nhảy lên Trên một ngọn cây cao ngất Ngắm nhìn phương xa Không bao lâu nàng phát ra tiếng kêu vui mừng Cha đã trở lại Nghe vậy Dana đồ trắng rõ ràng là thở vào nhẹ nhõm, mà Dana mặc trường bào màu đỏ tươi có vẻ khá bình tĩnh, vẻ mặt không lộ ra vui giận. Đỗ địch an quay đầu nhìn, thấy bóng dáng bô rao từ từ bay trở về, khi thấy rõ bóng dáng hắn, lập tức lắp bắp hoảng sợ, chỉ thấy lúc trước bô rao quyền thế như ác ma, giờ phút này lại hơi chật vật, trên người có nhiều chỗ có dấu vết đốt cháy, 12 cánh trên lưng, cũng có bốn vết thương rõ ràng là bị móng vuốt xé ra, máu chảy đầm đìa. Lông chim lộn xộn. Cha, ngươi bị thương. Dana đồ trắng nhìn thấy hoảng sợ, lập tức xông lên. Bô rao từ từ đáp xuống, thu cánh trên người lại, màu da ngâm đen lan ra khắp người cũng dần dần phai màu, trở nên hơi tái nhợt, lộ ra thân trên trần trụi, trên lưng có vài dấu móng vuốt máu chảy đầm đìa. Không sao, vết thương nhỏ. Bô rao trấn an Dana đồ trắng lo lắng. Dana đồ trắng thấy tình trạng vết thương trên lưng hắn, vành mắt mau ra nước mắt, lập tức chạy về, lấy thuốc cấp cứu từ trong một cái rương nhỏ, đưa qua cho hắn bôi lên. Bô Rao đi lại ngồi xuống trên lưng cự thú, ánh mắt nhìn lướt qua, thấy đổ Địch An không có chuyện gì, mới nhẹ nhàng thở ra, nói với hai Dana khác, "Nghỉ ngơi tại chỗ một chút, hỏa điểu sẽ không đuổi tới." "Vâng, cha." Hai Dana gật đầu. Đỗ Địch An nhìn Bô Rao ngồi xuống nghỉ ngơi, tò mò hỏi, "Chẳng lẽ đàn hỏa điểu này cũng giống lôi điểu trong đế quốc, đều là vũ khí quân sự phòng thủ trên không được người nuôi dưỡng?" Nghe được câu hỏi của Đỗ Địch An, Dana đồ trắng đang bôi thuốc cầm máu cho Bô Rao lập tức trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. "Ngươi cũng biết chuyện Lôi Điểu." Bô Rao cũng không tức giận, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, "Có thể hiểu như vậy." Đỗ Địch An giật mình, lúc trước khi nghe thấy hắn nhắc tới Lục địa phía Đông, hắn liền liên tưởng đến có thể người sống sót còn tụ tập ở chỗ khác, cũng có thể là đế quốc thứ hai, nếu không thì Bô Rao cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến Lục địa phía Đông một cách có chủ đích. Bây giờ xem ra, 80 90% cái này có thể coi như là thật. Chẳng lẽ nói, lại là một quái vật lớn giống như đế quốc thần La? Lục địa phía đông có người sống sao sao? Đỗ Địch An trực tiếp hỏi, cũng không sợ khiến Bô Rao tức giận. Bô Rao gật đầu, đương nhiên là có. Đỗ Địch An chú ý tới hắn nói, đương nhiên, chẳng lẽ nói ngoại trừ đại lục phía đông này, ở chỗ khác cũng có đế quốc có người sống sót tồn tại. Đã có người vì sao trước đó ngươi không tới chỗ đó với thực lực của ngươi ở chỗ nào hẳn là có thể thoải mái lan lộn đến vị trí rất cao chứ đỗ địch an nhìn hắn đoán hắn có thể có chuyện bí ẩn khó nói hoặc là chỗ đó có thứ gì đó có uy hiếp đối với hắn sao ngươi nói nhiều như vậy đa na đồ trắng khiển trách tức giận nói đỗ địch an cũng không liếc nhìn nàng một cái giống như không nghe thấy chỉ nhìn chằm chằm bô rau Thái độ ngó lơ này khiến cho áo Dana đồ trắng bực hơn, vừa đứng dậy muốn đi lên đánh nhau, lại bị bô rao giơ tay ngăn cản. Tình huống đại lục phía đông, phức tạp hơn ngươi tưởng tượng, chờ ngươi đi thì sẽ biết, có điều ngươi cũng không có cơ hội mở mang kiến thức. Bô rao cũng không kiên kỵ những đề tài này, tùy tiện nói một câu, lấy đồng hồ cơ giới bỏ túi ra xem giờ, thở dài, đêm nay không đi được, tạm thời tìm một chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Dana đồ trắng bôi thuốc cho hắn xong, khả bình thuốc lại vào trong trương thì lập tức đi qua phá hủy hoàn toàn cánh cửa khoang kim loại của Đỗ địch an từ trong trương kim loại kia lấy ra công cụ sửa chữa đổ địch an biết nàng muốn nhanh chóng sửa chữa để nhốt mình bên trong chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái lại quay đầu nhìn bô rao hỏi ma ngân của ngươi lúc trước hẳn là ma ngân huyền thoại cao cấp nhất nhìn dáng vẻ của ngươi hình như chỉ là bán ma hóa cơ thể cũng không có dị hóa hoàn toàn bô rao thay quần áo mới vừa sửa sang lại tay áo vừa lạnh nhạt nói nếu như ngươi có thể sống sót ta cũng sẽ cho ma ngân này vào hài cốt của ngươi Nhưng tiện nói cho ngươi tên của ma ngân cực kỳ tàn bạo này là thiên sứ hắc ám thiên sứ hắc ám đỗ địch an giật mình lập tức vô cùng ngạc nhiên không có chữ kẻ kẻ bô rao mỉm cười nói chỉ có ma vật sau khi được ban tên mới có thể có chữ kẻ ma vật ban tên lúc đầu đa số đều có tên riêng có điều thiên sứ hắc ám này mất tích từ lâu sẽ không có cái thứ hai nữa cho nên trên sách tranh ma vật cũng sẽ không ghi lại đương nhiên tất cả ma ngân của vương giả cũng sẽ không ghi lại trên danh mục ma vật cái này thuộc loại tuyệt mật thì ra là thế đỗ địch an giật mình bô rào sửa sang xong quần áo thì đi kiểm tra hàng hóa trên người cự thú một lát sau khi chờ hắn trở lại bàn tay to trực tiếp vung lên nói xuất phát Lúc này, Dana đồ trắng đã sửa chữa khoan kim loại, hình như nàng cực kỳ am hiểu phương diện máy móc gì đó, nối khoan lại một lần nữa, nhốt đổ địch an vào. Lại cất cánh, gấp rút lên đường. Lần này đi không bao lâu, lại tạm dừng lại. Cửa khoan mở ra, đổ địch an phát hiện sắc trời đã tối sầm lại, sắc trời chập tối khoảng 6-7 giờ, gió gào thét thổi tới lạnh thấu xương, hắn lập tức thấy một vùng màu đen bao la phía trước, chính là biển rộng trong lòng đổ địch an hoảng sợ, đại lục phía đông lại ở bên kia biển. Lúc trước hắn đoán đế quốc thần La có thể là ở vùng nước Nga, nếu như muốn vượt biển, chẳng lẽ nói đại lục phía đông là phương Tây. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn biển rộng màu đen kia, thủy triều nổi lên cuồn cuộn đang vỗ mặt biển, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, biển sâu không nhìn thấy đáy, cất giấu vô số bí mật và sát khí. Nghỉ ngơi ở chỗ này. Giọng bô rao truyền đến. Trong lòng Đỗ địch an phức tạp, Trực tiếp hỏi, đại lục phía đông ở giáp mặt biển. Vì sao không trực tiếp đi qua? Ban đêm biển không an toàn. Bô rao trả lời hắn một câu, lại quay đầu đi, không hề để ý đến hắn. Đỗ địch an còn định hỏi lại, Dana đồ trắng lại cầm theo một khối thịt nướng đi tới, trừng mắt nhìn hắn một cái, hơi hơi dương tay, ý nói ngươi lại lắm miệng ta sẽ đánh ngươi. Lúc này đỗ địch an im miệng, dù sao đàn ông không ăn mệt trước mắt. Hắn nâng tay nhận thịt nướng Dana đồ trắng đưa, hơi kéo, lại phát hiện tay nàng vẫn cầm thịt nướng, giống như không muốn cho. Vẻ mặt đổ địch an lạnh lùng, vừa muốn mở miệng, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy trên mặt Dana đồ trắng vẫn là biểu cảm hung dữ như cũ, miệng khẽ nhúc nhích, mở miệng nói chuyện, lại không phát ra tiếng. Sau khi nhận ra cổ họng của mình không phát ra tiếng, trên mặt nàng không kìm được lộ ra chút ngạc nhiên, sau đó biểu tình ngạc nhiên này vĩnh viễn cứng lại một vòng dấu vết màu đỏ sậm xuất hiện từ trên cổ trắng như tuyết của nàng, sau đó, đầu của nàng giống như trượt băng, từ từ trượt xuống. Cùng lúc đó, trên cùng một trục hoành, chỗ cổ tay dưới bàn tay dơ lên của nàng, cũng xuất hiện máu tươi màu đỏ sậm đang chảy xuống. một Đầu và cánh tay đứt lìa của Dana áo trắng rơi trên lưng cự thú rồi lăn xuống. Biến cố xảy ra bất ngờ này khiến đổ địch an hoàn toàn choáng váng, không thể phản ứng kịp một khắc sau, đột nhiên hắn cảm nhận được một đợt ý lạnh thấu xương từ sau lưng truyền đến, ý lạnh truyền từ sống lưng nhanh chóng lan đến tận gáy, lạnh đến mức khiến hắn bất giác rùng mình một cái, sau đó, bất chợt một âm thanh lãnh đạm mang theo đầy mị lực một cách kỳ dị từ giữa bầu trời phía sau vang lên, dạ ma vương, đã lâu không gặp. Toàn thân đổ địch an cứng đờ, cảm giác sau lưng như có một yêu ma cực kỳ đáng sợ đang đứng đấy, hắn không dám quay đầu lại, thậm chí một chút cũng không dám động đậy. Lúc này đây, Thi thể không đầu của Dana áo trắng cũng thuận thế mà ngã xuống, từ trên thân cự thú rơi xuống đất. Tầm mắt đổ địch an cũng đã nhìn thấy bô rao đứng trên cái cổ dài của con cự thú phía sau nàng, thời khắc này biểu cảm của người phía sau u ám khác thường, đôi mắt như sao đen tỏa ra sát khí nồng đậm. Đã lâu không gặp, dạ ma vương, sao vậy, không quen biết đám bạn của bọn ta nữa sao? Một giọng nói mị hoặc quyến rũ truyền vào tai của Đỗ Địch An, giống như một đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng ghé vào tai hắn thở ra làn khí như hoa lan, khiến cho lòng hắn rung động, có một loại phấn khích khó hiểu, nổi lên phản ứng sinh lý. Lòng hắn kinh sợ, cưỡng ép bản thân ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau. Chỉ một ánh nhìn, dường như cả thế giới đều sụp đổ. Bóng tối vô biên đè nén xuống, khiến tầm nhìn của hắn tạm thời rơi vào bóng tối, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, qua một lúc sau thị lực mới dần dần khôi phục lại, nhìn thấy không trung lộ ra ánh sáng mờ nhạt, ba bóng người đứng sừng sững, hai nam một nữ. Nam nhân vóc người cường tráng, toàn thân lượng lờ bóng tối, không thấy rõ thân bóng dáng. Nữ tử dáng người thước tha mặc một bộ váy xanh biếc như phỉ thúy, chân không đi giày lộ ra chân trần trắng như vỏ sò, toát lên sức hấp dẫn vô tận. Đây là vương giả. Cảm giác sợ hãi khác thường không rét mà rung, đổ địch an lập tức nghĩ đến thân phận của ba người này, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đông lại suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp huyết gai yêu nguyệt hồng đồng chỉ ba người các ngươi giọng nói trầm thấp của bô rao vang lên ánh mắt hắn lạnh lẽo thời khắc này thân hình vạm vỡ dường như lại lớn mạnh thêm vài phần có vẻ càng thêm kiên cường chỉ có ba người bọn ta đã đủ để đưa ngươi trở về giọng nói lãnh đạm phát ra từ một nam nhân vóc người cường tráng cả người hắn bao phủ trong bóng tối nhìn không rõ ràng nhưng hình dạng của chiến giáp thì lại cực kỳ bắt mắt, giống như từng lưỡi dao nhô ra, cực kỳ hung ác, khiến đổ địch an nghĩ đến chiến giáp kẻ tách trời mà mình nhận được. Xem ra người này rất am hiểu công kích. Tâm trí của đổ địch an hồi phục lại sau cú sốc kinh hoàng đó, ánh mắt bình tĩnh đánh giá ba người này, đột nhiên hắn nghĩ đến Phenisa trước lúc chia cách, nàng từng nói mình thuộc dưới trướng của vương giả huyết gai. Nhiều năm như vậy, không nghĩ đến ngươi chạy ra khỏi ranh giới, thảo nào trong khắp cả đế quốc cũng không tìm thấy bóng dáng của ngươi trong giọng nói của nữ tử kia có một loại mị hoặc khiến người ta khó mà cưỡng chế được chỉ riêng giọng nói thôi cũng đủ làm cho trái tim của đỗ địch an đập liên hồi thậm chí còn sinh ra cảm giác yêu say đắm khiến hắn có thể tự nguyện quỳ gối dưới đôi chân trần của nàng Dơ dốc sức vì nàng nhưng ngay khi nàng nói xong đỗ địch an tỉnh táo lại từ trong cảm giác kỳ lạ kia trong lòng âm thầm kinh ngạc cho dù là hoang thần nhan sắc không có chỗ nào bắt bẻ được cũng không thể làm cho hắn động lòng sinh ra nhục dục. Thế nhưng lúc này, chỉ cần giọng nói của nữ tử kia cũng đã làm cho hắn sinh ra cảm xúc như vậy. Lẽ nào đây là năng lực ma ngân của nàng ta? Bồ Rào nghe hai người nói xong, khẽ cười nhạo một tiếng, hắn nói, nếu như tên quang minh chính đại kia đến đây thì ta còn hơi đau đầu, nhưng chỉ dựa vào ba người các ngươi mà cũng dám tới chịu chết, vậy là coi thường ta quá rồi. Ồ, nhiều năm vậy rồi mà giọng điệu vẫn ngông cuồng đến thế nam nhân toàn thân chiến giáp sắc bén lạnh nhạt cất lời nếu là dạ ma vương ngày xưa thì chúng ta có hơi bó tay chịu trói nhưng nếu là ngươi của hôm nay phản bội lại thần chỉ cần một mình ta cũng đủ để hạ các ngươi phải không sắc mặt bô rao ra chiều thông dong khóe miệng lộ ra vài phần trào phúng thản nhiên nhìn hắn ngươi có thể đến đây để thử chuyện như này sao có thể không cho ta tham gia chứ Nữ tử mị hoặc bên cạnh nhẹ nhàng cười Bỗng nhiên giống như là phát hiện ra một điều gì đó Nàng ta bất chợt cười cợt Đây không phải là Dana sao Thực ra có hai Ồ, là ba mới đúng Vẫn còn một người bị ta vô tình đã thương rồi Hi hi, nhiều năm vậy rồi ngươi vẫn không quên được nàng ta Lẽ nào ngươi định tái sinh nàng sao Bô rau sắc mặt lạnh đi Trong mắt nổi lên sát ý ngút trời Xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc Thân thể ngày càng cao lớn làn da tái nhợt quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời xuất hiện chất nhầy đen xanh đồng thời lưng áo sơ mi bị nâng lên xé rách từ trong đó vươn ra từng cánh màu đen tuyền mười hai cánh hơi nâng lên giống như ma vương quân lâm thiên hạ ồ nữ tử mị hoặc nhìn thấy ma thân của bô rao có hơi kinh ngạc bóc tách vương rồi thế mà ngươi vẫn còn giữ được thiên sứ hắc ám mười hai cánh đêm nay các ngươi sẽ được tế tán theo nàng Giọng nói của bô rào trở nên chất phát mà âm u đến lạ, sừng trên đỉnh đầu uống lượng, vệt hoa văn màu đen lan đến trên mặt, giống như nguyền rũ quỷ dị, đôi mắt biến thành màu đen tuyền không có lòng trắng. Cảm nhận được khí thế bức người của bô rào tản ra, nữ tử chậm rãi thu hồi nét cười trên mặt, ánh mắt ba người nghiêm trọng nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên sát ý thâm trầm và một tia cảm xúc kỳ lạ nào đó, giống như là tham lam. Đỗ địch an nhìn thấy khí thế hai bên ngày càng hùng mạnh, như đang tích tụ sức lực, toàn thân trở nên căng thẳng, chỉ hy vọng bọn họ chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến mình. Vút! Bô rào bất ngờ bay ra, giống như một vòng cung lưỡi liềm màu đen, chặt đứt không trung, hướng về phía ba người kia. Thân thể ba người chợt phân tán ra, xuất hiện ở ba vị trí khác nhau, người duy nhất đứng im không nhúc nhích là nam tử chiến giáp sắc bén kia, lưỡi dao trên chiến giáp đột nhiên biến hóa, tựa như đang sống dậy, kéo dài, uốn cong, trong nháy mắt, toàn bộ thể tích tăng lên gấp mấy lần, biến thành một đoàn cầu lưỡi dao gần như là hình tròn. Có hơi giống ma thân kẻ tách trời của Đỗ Địch An, nhưng so với ma thân kẻ tách trời thì có vẻ hung tợn, cùng bạo hơn. Vèo vèo vèo. Mấy đạo lưỡi dao từ trong quả cầu bắn ra, nhanh như ảo ảnh. Thanh kiếm lớn màu đen trong tay 12 cánh bô rao bất chợt vung lên, lưỡi dao bị cắt đứt, thân thể áp sát vô cùng. Lúc này, bất chợt thân thể hắn dừng lại giống như có một bức tường trước mặt. Đỗ địch an phát hiện, Nữ tử mị hoặc đã tách làm hai bên Cùng với nam tử luôn luôn trầm mặt đó Thân thể cũng xảy ra biến hóa cực lớn Thân thể của nữ tử xinh đẹp đó bắt đầu giãn nở ra Cánh tay thon thả Đùi rất nhanh đã sưng phù lên Giống như ruột mỡ sau khi ngâm nước Trở nên cực kỳ cồng kềnh và ghê tởm Thân thể nàng ta cũng theo đó mà trở nên to lớn hơn Không còn chút gì giống với hình dạng con người Hóa thành một đoạn ruột đang xen vào nhau Ở giữa bố cục này Có một con người màu đỏ đường kính quá nửa mét giống như một phần trăng máu tản ra khí yêu tà quỷ dị thân thể của nam tử trầm mặc kia đảo mắt một cái đã biến thành một cự nhân cao tầm 4-5 mét thân thể vẫn duy trì hình dạng con người nhưng lại có chỗ không giống với người trên tay cầm một binh khí giống như thiền trượng trên đỉnh vũ khí có hình trăng lưỡi liềm nhìn thấy sự thay đổi của ba người kia đỗ địch an nghĩ đến cái danh vương giả mà bô rao từng nhắc tới rất nhanh đã xếp đúng tên cho từng người ba vương giả đỗ địch an nắm tay thành quyền Cố nén sợ hãi, từ trong khoang kim loại cẩn thận trèo lên, đây là cơ hội ngàn năm có một để chạy trốn. Tuy nhiên, vừa trèo ra khỏi khoang kim loại, Đỗ Địch An đã nhìn thấy Dana đồ thú vọt đến trước mặt. Trèo xuống đi. Dana đồ thú nhìn Đỗ Địch An một cách lạnh lùng. Đỗ Địch An không ngờ tới lúc này nàng còn có thời gian để ý đến hắn, tức giận đến mức muốn chửi má nó, cắn răng nói, "Ngươi không định đi giúp cha của mình sao?" Thú phục Dana vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng lặp lại lần nữa trèo xuống đỗ địch an khẽ nghiến răng nhìn thoáng qua helisa phía sau lưng nàng cuối cùng vẫn là nhìn xuống dự định để nàng ra tay lấy thực lực của helisa ra so chưa chắc đã là đối thủ của hai vị dana chết tiệt trong lòng hắn tức giận nhưng vẫn chậm rãi di chuyển bước chân lùi về phía sau bụt bỗng nhiên có một tia máu xuất hiện trước mặt hắn thú phục dana vẻ mặt kinh ngạc ngay lập tức đầu nàng rơi xuống sau cái cổ đứt lìa của nàng xuất hiện một cái đầu khác giống y hệt Dana trong bộ trường bào đỏ tươi đỗ địch an kinh ngạc chiều cao của Dana trường bào đỏ cũng tương đương với Dana đồ thú nàng đá một cước vào thi thể của không đầu của Dana đồ thú không giải thích lời nào tiến đến nắm lấy bả vai của đỗ địch an thấp giọng nói một câu không muốn chết thì đi theo ta nói xong xoay người từ bên kia của cự thú nhảy xuống trong khi nhảy xuống nàng huyết sáo một tiếng Nghe thấy tiếng huyết sáo, trong lòng đổ địch an lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cô gái này đã xem qua ký ức của mình, tự nhiên cũng biết các chỉ thị để mình kiểm soát Helisa. Như hắn nghĩ, Helisa bị trói vào hàng hóa giống như đột ngột tái sinh, bất ngờ ra tay, chặt đứt dây xích trên người, nhanh chóng đuổi theo Dana trường bào đỏ, vững vàng theo sát. Đỗ địch an nhìn thấy Helisa đi theo, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, ngay lúc hắn chuẩn bị hỏi Dana trường bào đỏ muốn đưa hắn đi đâu, nhưng nghiêng đầu nhìn sang, lại thấy vẻ mặt của nàng nghiêm trọng lạ thường, đi về phía trước một cách hết sức chăm chú, hiển nhiên không rảnh đếm xỉa đến vấn đề của hắn. Hắn dứt khoát ngậm miệng lại, nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng đánh đấm kịch liệt, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy bô rao 12 cánh đang chiến đấu với vương giả huyết gai ma thân giao sắc hình cầu, một bên khác vương giả yêu nguyệt khổng lồ trong tay cầm thiền trượng trăng lưỡi liềm cũng gia nhập chiến đấu. Nữ tử mị hoặc toàn thân giống như khúc ruột đang vào nhau cuộn tròn quanh con ngươi khổng lồ đỏ như máu chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng con ngươi đỏ ở trung tâm thân thể lại đột nhiên nổi lên hồng quang quỷ dị, tự hồ như máu sắp chảy ra. Dưới tình huống một chọi ba, bô rào 12 cánh đảo mắt một cái đã rơi vào thế hạ phong, hai cánh bị chém đứt phân nửa, vương giả huyết ca giao thủ trực diện với hắn không bị thương quá nhiều. Mỗi khi thanh đại kiếm trong tay của bô rao 12 cánh chuẩn bị chém lên người hắn sẽ đột ngột dừng lại, giống như có thứ vô hình gì đó đang ngăn cản. Đây chính là năng lực của vương giả, Đỗ địch an càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, tốc độ của mấy người khi chiến đấu làm cho hắn không nhìn kịp, hơn nữa thỉnh thoảng còn xuất hiện những tràng công kích kỳ dị, khiến hắn hoàn toàn không có nào lý giải được. Thấy bô rào bị ba người bao vây không có thời gian để phân tâm, trong lòng đỗ địch an thở vào nhẹ nhõm, tâm trạng có hơi chút hưng phấn. Lúc này, Dana trường bào đỏ đã dẫn hắn đi xa hơn 10 dặm, trong nháy mắt chiến trường đã bị bỏ lại ở phía sau. Đỗ Địch An bỗng chú ý đến hướng mà Dana trường bào đỏ chạy, là biển sâu không thấy đáy kia, trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, "Ngươi điên rồi, đây là đường chết." Ngay cả rao cũng không dám vượt biển vào ban đêm, nhưng giờ phút này Dana trường bào đỏ vẫn không quay đầu mà tiếp tục chạy thẳng tới. Không quan tâm đến tiếng kêu của Đỗ Địch An, Dana trường bào đỏ nhìn thẳng về phía trước, vô cùng tập trung, cũng có nghĩa là đang cực kỳ căng thẳng nhìn biển rộng đến gần trước mắt, thân thể nàng ta bắt đầu biến hóa, cánh tay kẹp lấy đổ địch an xuất hiện vảy màu bạc sáng, vô cùng bóng loáng, giống như vảy cá. Trên má nàng cũng xuất hiện vết nước gợn sóng tựa như mang cá. Nhìn thấy biến hóa của nàng đổ địch an bất giác nghĩ đến, nàng cũng giống như Dana, đều có hai loại ma ngân. Lẽ nào, loại ma ngân thứ hai của nàng là ma vật hải dương? Rất nhanh, Dana đã dùng sự thật chứng minh suy đoán của Đỗ Địch An, nàng bắt lấy helisa đi theo phía sau tay kia kẹp lấy đổ địch an bất ngờ từ trên bờ biển nhảy xuống bay vọt xuống giống như rơi rụng bùng một tiếng nước biển lạnh như băng bất ngờ bao lấy toàn thân đổ địch an suýt chút nữa thì bị sạch ngay sau đó đã nhìn thấy một cái miệng cực kỳ dữ tận há ra trong miệng vô cùng thâm đen con người hắn co rút lại vội vàng giơ tay ngăn cản nhưng năng lực ma ngân của hắn bị ức chế cánh tay vừa nâng lên đã bị nuốt vào Hàm răng sắc nhọn xẹt qua cánh tay đầy đau đớn, ngay sau đó hắn cảm giác mình đã tiến vào một không gian vô cùng chật hẹp, thân thể bị bao lại chặt cứng, không có cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể khó khăn hít thở. Mới vừa xuống nước đã bị nuốt rồi, trong lòng đổ Địch An có hơi tuyệt vọng một chút, vận khí của mình kém đến mức khó tin. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng cả tay và chân đều bị bao lại chặt chẽ, hắn hoàn toàn không thể di chuyển được. Cũng may, hắn cảm giác mình vẫn có thể tiếp tục hô hấp được. Sau một lúc hoảng loạn giải dụa không có kết quả, rất nhanh sau đó Đỗ Địch An đã bình tĩnh lại, đột nhiên phát hiện ra, cơ thể mình cũng không bị trượt xuống chỗ sâu hơn, xung quanh cũng không có axit dạ dày dính dính, thậm chí hắn cũng không cảm nhận được cảm nóng rác của việc bị tiêu hóa, hơn nữa còn có oxy để hít thở. Khi trong lòng đang còn nghi hoặc, khoảng chừng 4-5 phút sau, hắn cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có một cổ lực thúc đẩy, vách tường thịt mềm mại như màng mỏng bao quanh hắn cũng đang thúc đẩy, một tiếng vù vù, hắn cảm giác mình bị ép ra ngoài. Hắn đặt mông ngồi xuống, cảm giác đang ngồi trên thứ gì đó dính dính, giống như là một khối thịt. Xung quanh ngập tràn mùi hăng hăng khó ngửi, hắn cố gắng mở to hai mắt nhưng mà cái gì cũng không thể thấy được, lúc này hắn mới nhận ra tầm nhìn trong tối quan trọng cỡ nào. Đừng lộn xộn, lúc đổ địch an hơi luống cuốn, một giọng nói lạnh như băng vang lên, tựa như đang thở dốc. Đỗ Địch An lập tức nghe ra được, đây chính là giọng nói của Dana Trường Bào Đỏ chúng ta đang ở đâu đỗ địch an hỏi ngay lập tức trong bụng một con ma vật dưới nước đa na trường bào đỏ thở hổn hển nói tuy rằng đỗ địch an đã suy đoán từ trước nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo nhưng rất nhanh tỉnh táo lại rồi nói chúng ta có cách nào để ra ngoài không tại sao ngươi lại phải đi ra biển chúng ta như này chẳng phải là đi tìm đường chết sao lẽ nào ngươi có cách chạy thoát nào khác đối với hàng loạt câu hỏi của hắn Dana trường bào đỏ hơi trầm mặt, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở dốc, sau khi tiếng thở dốc từ từ lắng xuống, hắn mới nghe được giọng nói của nàng, chạy trốn trên đất liền chỉ là một con đường chết, dù cho cuối cùng còn ai sống sót cũng đều sẽ bắt được chúng ta. Đỗ địch an biết nàng nói đúng, chỉ là Ngươi có thể sống sót dưới biển Đỗ địch an nhìn bóng tối trước mắt Tuy rằng không nhìn thấy Dana nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của nàng Biết chắc nàng đang ở trước mặt mình nếu nàng đã lựa chọn con đường này thì ít nhiều cũng đã nắm chắc được Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì có thể Dana trường bào đỏ thấp vọng Đỗ địch an cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi Không ngờ nàng thật sự có bản lĩnh như vậy Hắn nhẹ nhàng ngửi, cảm nhận được mùi hương của Helisa Trong lòng nhẹ nhõm được vài phần Trước lúc nhảy vào biển đã thấy nàng dẫn theo Helisa đi cùng Hắn biết nàng sẽ không vứt bỏ giữa chừng Trong lòng không khỏi có chút cảm kích Tuy nhiên hắn biết nàng dẫn theo hắn chắc hẳn là có mục đích riêng của nàng chúng ta có thể ra khỏi bụng của con ma vật hải dương này không đỗ địch an hỏi đa na trường bào đỏ nói khẽ không thể nếu ra ngoài lúc này bên ngoài toàn là những ma vật hải dương khác chúng ta sẽ bị xé xác mất đây là nơi trú ẩn tạm thời của ta nơi trú ẩn trong lòng đỗ địch an hơi động ngươi cố ý để ma vật này nuốt chửng chúng ta sao từng vì sao ngươi phản bội lại cha ngươi Đỗ Địch An nhìn bóng tối trước mặt, hắn biết Dana nhất định có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cho nên hắn cũng không giấu giếm nghi hoặc của bản thân. Không khí chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi, vài phút sau, giọng nói của Dana lại vang lên, "Cha ư?" "Hừ, từ góc độ của loài người các ngươi mà nói, hắn đã sinh ra chúng ta, đúng thật là có thể xem như cha, nhưng mà ngươi cũng thấy đó, trong mắt của hắn, chúng ta cũng chỉ là công cụ thí nghiệm của hắn, ngươi biết hắn gọi ta là gì không?" "Gọi là gì?" Đỗ Địch An hơi sửng sốt, không phải đều gọi là Dana sao? Dana dường như đã nhìn thấy biểu cảm của Đỗ Địch An, khẽ cười mang theo chút mỉa mai, chúng ta đều có hai cái tên, một cái tên là Dana, đây là cách hắn gọi khi không có ai khác xung quanh, nhưng khi có một Dana khác ở đó, hắn sẽ dùng một cái tên khác để phân biệt chúng ta, chẳng hạn như tên của ta, số 67. Số 67. Đỗ Địch An ngẩn người, đồng tử co rút lại đây là số thứ tự sản xuất mà hắn nuôi dưỡng các ngươi sản xuất dana nghe thấy từ này khóe miệng khẽ động nói rất sinh động quả thực là sản xuất trên thực tế ta không phải là người cuối cùng được sản xuất phía sau ta còn rất nhiều rất nhiều nhưng mà ngươi cũng thấy đó người hiện giờ có thể sống vốn không nhiều mà những dana khác đều chết trong tay hắn trở thành vật thí nghiệm của hắn mặc dù đỗ địch an đã đoán trước nhưng vẫn cảm thấy một hồi hoảng sợ trong lòng có hơi thổn thức không giải thích được lúc trước bô rao ông lấy dana bị hắn tra tấn động tác nhẹ nhàng và ánh mắt cũng vô dụng dịu dàng khiến hắn dường như nhìn thấy chính mình bất cứ người nào cũng sẽ cho rằng đối phương là một người cha nhân hậu có ai ngờ được phía sau đã tự tay chôn cất biết bao dana yêu quý có lẽ ngươi không biết cảm giác tự tay đem những dana bị thí nghiệm giải phẫu đưa vào lò hỏa táng đối với ta các nàng chính là ta ta cũng chính là các nàng giọng nói của dana mang theo chút thê lương cũng không biểu hiện kiêu ngạo giống như những nữ vương trước đó trái lại còn khiến người ta thấy tiếc thương ta chỉ là có hơn một phần may mắn may mắn thành công bởi vậy mới có thể sống sót đỗ địch an khẽ lặng thinh một lát sau mới nói hắn thống nhất đặt tên cho các ngươi là dana cái tên này đối với hắn chắc hẳn rất quan trọng đúng không cái đó thì có ích lợi gì rốt cuộc thì chúng ta cũng không phải dana thật chúng ta chỉ là vật thí nghiệm một vật thay thế một con rối để xoa dịu tâm hồn cô đơn của hắn, không hơn không kém. Dana cười khẩy. Đỗ địch an nghĩ đến Dana bị nhiễm virus kia và thái độ thờ ơ lạnh lùng của bô rao đối với nàng ấy, hắn biết nàng nói không sai, những bản sao này suy đến cùng cũng chỉ là vật thí nghiệm do bô rao chế tạo ra, một sự tồn tại đáng buồn. Hai người kia dường như rất trung thành và tận tâm với hắn. Đỗ địch an nghĩ đến Dana áo trắng mấy lần trước muốn ra tay với hắn, người sau đối với bô rao rõ ràng rất trung thành không giống như đang ngụy trang tất nhiên giọng điệu của dana bỗng trở nên lạnh nhạt hơn nếu như không đủ trung thành hắn làm sao dám giữ chúng ta ở lại bên cạnh đã từng có một người chuẩn bị phản bội hắn trốn khỏi ma động đó nhưng bị hắn bắt được cho vào lò rồi nếu nói như vậy thì ngươi che giấu rất tốt đấy giọng điệu đổ địch an thoải mái dana từ chối cho ý kiến không trả lời bóng tối lại dần chìm vào khoảng lặng đỗ địch an cảm thấy bức tường thịt xung quanh hơi đè ép lại đang nhẹ nhàng lắc lư dường như con ma vật hải dương này đang bơi với tốc độ rất nhanh hắn không khỏi hiếu kỳ chúng ta vẫn chỉ đợi trong bụng nó sao lỡ như nó bơi xuống biển sâu thì làm sao sẽ không đâu dana lạnh nhạt cất lời đỗ địch an nghe thấy giọng điệu chắc chắn của nàng ngạc nhiên hỏi tại sao bởi vì ta đang khống chế nó câu trả lời của dana làm cho hắn trợn tròn mắt há hốc mồm định nói gì đó hắn chợt nghĩ đến năng lực ma ngân của vị dana này có thể lật xem ký ức mà điều kiện đầu tiên để có thể lật xem ký ức hiển nhiên là cần phải kết nối với đại não của hắn lẽ nào nàng có thể kết nối với não bộ của ma vật sao nghĩ tới đây hắn bỗng cảm thấy năng lực này thực sự là trâu bò đến mức nghịch thiên rồi vì sao hắn không được may mắn như vậy có thể gặp được ma vật truyền kỳ mạnh mẽ đến thế kia nếu không hắn cảm thấy cuộc sống của mình sẽ dễ thở hơn rất nhiều, đã sớm có thể thống nhất được Sivia, thậm chí có thể dựa vào lộ tuyến đúng của ma ngân đọc ra, sớm đến được đế quốc thần la, dựa vào năng lực này trà trộn vào cấp chủ vực sâu, còn có thể do thám được vô số bí mật của đế quốc. Suy nghĩ của hắn tiếp tục lạc lối một lúc, xung quanh xảy ra một trận lắc lư dữ dội, đổ địch an mới giật mình hoàng hồn trở lại, sao vậy? Dana không nói gì, cả bóng tối dường như chỉ còn lại một mình hắn cũng may hơi thở nhẹ nhàng nói với hắn rằng dana vẫn đang ở đây qua vài phút sau đỗ địch an cảm thấy bức tường thịt xung quanh lại thả lỏng ra bấy giờ mới nghe thấy giọng của dana truyền đến vừa mới gặp phải một con ma vật săn mồi chút nữa đã xảy ra chuyện cũng may vận khí của chúng ta không tệ lúc vừa nhảy xuống biển đã gặp được một con ma vật hải dương vô cùng lợi hại đỗ địch an thở vào nhẹ nhõm sau đó cười khổ nói đây phải tính là xui xẻo chứ phải nói đến chúng ta vừa nhảy xuống biển đã bị nuốt rồi, đó là ma vật gì, giết rồi hở? Vừa hỏi xong, hắn đã nghe thấy giọng nói nói tức giận của Dana, đó là ta, ngu ngốc. Đỗ Địch An chấm chấm chấm. Làm ma thân thứ hai của ta. Dana liếc nhìn kinh miệt rồi giải thích một câu. Lúc này Đỗ Địch An mới bừng tỉnh, nhớ đến biến hóa thân thể của Dana trước khi nhảy xuống biển, biết nàng không nói dối, như vậy xem ra nàng tự nuốt chính mình chắc là muốn cung cấp oxy cho mình cũng đồng thời che giấu đi mùi hương của chính mình. Nghĩ đến cái miệng quái dị dữ tợn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí, trên mặt hắn hiện lên một tia kỳ quái, ma thân này phải lớn bao nhiêu mới có thể một ngụm nuốt chững hắn. Nếu ngươi đã có ma thân này, vì sao bô rao không cho ngươi xuống biển khống chế một con ma vật, sau đó ban đêm dẫn chúng ta lên đường? Đỗ địch an nghĩ đến một chuyện khác, liền hỏi. Một lúc sau, hắn mới nghe thấy giọng điệu hờ hững của Dana, đây là bí mật của ta hắn không biết bí mật đỗ địch an càng kinh ngạc hơn nữa ma ngân của của ngươi không phải do hắn cho ngươi sao dana không trả lời đỗ địch an rất rõ ràng là không muốn nói bí mật này với đỗ địch an đỗ địch an nghĩ mãi vẫn không ra hắn cảm thấy với tính cẩn thận của bô rao nếu nói vị dana này che giấu lòng phản nghịch không bị phát hiện là do diễn xuất của nàng đủ tốt nhưng còn bí mật thân thể lại có thể che giấu được cái này thật sự không thể tưởng tượng nổi Tại sao ngươi lại mang theo chúng ta? Đỗ địch an đổi một câu hỏi khác. Sau một lúc im lặng, Dana mới mở miệng lần nữa, nhưng những gì nàng nói khiến toàn thân đỗ địch an đột nhiên rét run. có lẽ là bởi vì chúng ta đều giống nhau. Giống nhau? Có cái gì giống nhau? Cơ thể đỗ địch an cứng ngắc không tự nhiên. Giọng nói của Dana chậm rãi truyền đến, ta đã xem qua tất cả các ký ức của ngươi, ngươi cũng giống như ta, cũng là không có ai bên cạnh, chúng ta đều là cô nhi, ha ha, nếu như có cơ hội, ta rất muốn cho thế giới này được nếm thử, nó có thể vứt bỏ ta thì ta có thể hủy diệt nó. Đỗ địch an giật mình, tâm trạng hơi phức tạp, sửa lại, người bỏ rơi ngươi là bô rao, không liên quan gì đến thế giới này. Không. Giọng nói của Dana mạnh mẽ, quyết đoán vô cùng, hắn chỉ là một bộ phận nhỏ của thế giới bẩn thiểu này, là do thế giới này làm hắn trở nên ngày càng dơ bẩn, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay thanh tẩy thế giới này. Đỗ Địch An há hốc miệng, không nói nên lời, hắn không ngờ tới tư tưởng của nàng lại ẩn chứa những suy nghĩ cực đoan đến vậy, thực sự là giống như tẩu hỏa nhập ma, nhận được sự hung ác từ một người nhưng lại căm hận cả thế giới. Lẽ nào ngươi không căm ghét thế giới này sao? Dana dường như nhìn thấy suy nghĩ của Đỗ Địch An, giọng điệu mang chút lạnh lùng, ta biết, tuy rằng ngươi không nói ra, nhưng sâu trong lòng ngươi và những người giống như ta Thứ mà ngươi thật sự thích chính là thời thơ ấu của mình. Cái thế giới sạch sẽ và tốt đẹp ấy chứ không phải là cái thế giới nhận thức được sau khi lớn lên, vì thế nên ngươi học được cách giết người, càng giết càng nhiều nhưng trong lòng lại chẳng hề ấy nấy, đối với ngươi mà nói bọn hắn giống như động vật của thế giới khác, thậm chí không thể gọi là đồng loại, khi người săn lùng và giết dị chủng. Trong lòng vốn không hề có từ bi. Cho nên đối với thế giới này mà nói, ngươi mới thật sự là ác ma. Đỗ địch an hơi giật mình, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu, ngươi nói không đúng. Không đúng. Đa na lạnh lùng và có chút gì đó không hài lòng. Đỗ địch an không chút sợ hãi, nói, ngay từ đầu ta chưa từng nghĩ đến giết người, nhưng ta cảm nhận được sự đe dọa của cái chết, khi ta cảm thấy người khác muốn giết mình, thậm chí không cần trả giá cao cũng có thể giết được ta, ta mới thực sự tỉnh ngộ. Lần đầu tiên ta giết người, chính là lúc lỡ tay ngộ sát một nhà giả kim thuật lớn tuổi cũng chính bởi lần đó cho ta biết được cảm giác giết người có rất nhiều thứ giống như vậy khi ngươi đã bắt đầu thì không cách nào dừng lại được nhất là ngày càng có nhiều người khiến ta cảm thấy nên giết chết chúng đáng chết thậm chí có giết chết tất cả bọn chúng thì cũng không để coi như trừng phạt chỉ tiếc cái chết đã là hình phạt lớn nhất lẽ nào ngươi chưa từng hận sao dana lạnh lùng chất vấn giọng nói tràn ngập thái độ ngờ vực Đỗ địch an biết, hắn có phủ nhận thì nàng cũng sẽ không tin, nhưng bản thân hắn cũng không muốn phủ nhận, trong lúc tuyệt vọng nhất, ta đã từng hận, nhưng nỗi hận thù này không phải là vĩnh viễn, khi thoát khỏi tâm trạng đó thì ta không còn hận nữa, ta biết kẻ thù của mình là ai, ta nên giết ai. Dana cười nhạo một tiếng, ngu xuẩn. Đỗ địch an không hề tức giận, hắn cảm thấy sau khi nói ra những lời này, tâm hồn hắn trở nên thanh thản hơn rất nhiều, giống như đã được rửa tội, hắn càng nhận thức rõ ràng mục tiêu và niềm tin của bản thân chỉ là trong lòng luôn có một nỗi lo lắng giống như bị bệnh tim vậy có lẽ một ngày nào đó khi ta hoàn toàn tuyệt vọng có thể ta sẽ trở nên giống như ngươi muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trong mắt hắn có vài phần buồn bã tự lẩm bẩm dana nhếch môi cười lạnh nhưng không nói gì sau khoảng thời gian im lặng dài đằng đẵng đỗ địch an nghe được tiếng gầm rú từ bên ngoài truyền đến hắn khẽ rùng mình một khắc sau hắn cảm nhận được thân thể bị va đập mạnh, bị ném lên bức tường thịt bên kia. Đáng chết! Dana mắng thầm một câu. Lúc này, Đỗ Địch An cảm nhận được bức tường thịt mềm nhũng xung quanh đang trở nên căng thẳng, trong phút chốc trở thành một tấm thép cứng rắn, thân thể lắc lư từ bên này sang bên kia, tựa như con ma vật hải dương này đang lao nhanh về phía trước. Hoành! Hoành! Tiếng va chạm truyền đến một cách ngắt quãng. Thân thể ma vật hải dương này điên cuồng xoay chuyển, thân thể đổ địch an cũng theo đó mà quay cuồng, quăng quật đến thất điên bác đảo. Qua chừng 10 phút sau, trận chiến bên ngoài mới chấm dứt, mọi thứ dần trở về yên tĩnh. Đỗ địch an thấy ma vật hải dương này vẫn còn sống, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, nói với Dana, còn có thể lên bờ được sao? Trận chiến vừa rồi kịch liệt như vậy, xem chừng con ma vật hải dương này bị thương không nhỏ. Xem vận may. Dana đáp vỏn vẹn ba từ. Đỗ địch an im lặng, ở trong biển cả bao la này, ma vật nhiều vô số kể, đích thực chỉ có thể dựa vào vận may mà sống sót. Thế giới này thật sự rất tệ, hắn hơi thở dài trong lòng, nghĩ đến lỡ như vận may kém, ma vật hải dương này sẽ bị xé xác khi gặp phải ma vật khác đáng sợ hơn, vậy thì bọn hắn sẽ phải chôn thân trong bụng cá, có lẽ, đây là kết cục sau cùng của chính hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy tiếc nuối. Bỗng nhiên, hắn nghĩ về điều gì đó, hỏi, có quái vật nào trên biển không? Tại sao không thể bay qua lại vào ban đêm? Dana hừ lạnh một tiếng, ngươi có biết đối diện biển là cái gì không? Không phải là đại lục phía đông sao? Đỗ Địch An nhớ rõ ràng. Vậy ngươi có biết bên trên đại lục phía đông có gì không? Có cái gì? Một đế quốc khác. Lời nói của Dana khiến lòng của Đỗ Địch An nhảy lên kịch liệt, suy đoán lúc trước của hắn thêm một lần nữa được chứng thực. Trên đại lục phía đông thật sự có người sống. Một đế quốc giống như đế quốc thần la. Đỗ Địch An không khỏi tò mò mà hỏi. Nếu không thì sao gọi là đế quốc? Đa Na hỏi ngược lại. Đỗ Địch An hơi nghẹn một chút, lập tức hỏi tiếp, nhưng như vậy thì có liên quan gì đến việc không thể qua biển vào ban đêm? Ngu ngốc! Đa Na tức giận nói, trên bầu trời đế quốc thần la có lôi điểu, Bầu trời đại lục phía đông cũng tự khắc có phòng ngự, chính là những con chim lửa mà chúng ta đã gặp lúc trước. Chim lửa này sống trên những đám mây, nghe nói chúng ăn ánh sáng ban ngày vì vậy không thể bay quá cao, dễ kinh động đến chúng. Nếu bay quá thấp sẽ khiến cho những ma vật đáng sợ trong biển chú ý đến, những ma vật này cư ngụ ở nơi biển sâu, có những con thị lực cực kém, gần như là mù, nhưng cũng có những con thị lực rất tốt, thích ứng được với môi trường bóng tối của biển sâu mà những con ma vật biển sâu có thị lực kém lại xem những con ma vật bơi trong biển như không nhìn thấy, nhưng với những thứ bay giữa không trung thì lại xem chúng giống như con mồi. Cho dù trở thành con mồi, lẽ nào chúng nó còn có thể bay lên sao? Đỗ địch an vẻ mặt kỳ quái, hỏi, còn nữa, sao ngươi có thể biết rõ như vậy? Ta đã từng đến qua, đương nhiên biết rồi. Lời nói của Dana khiến cho Đỗ Địch An không thể phản bác lại được, hắn ta đột nhiên cảm thấy mình đã hỏi một câu ngu ngốc. Bô rào lại vẫn hiểu đại lục phía đông, tất nhiên là đã từng đi qua. Lúc lần đầu tiên đi ngang qua nơi này, bọn ta xém thì bị một con quái vật biển biết bay tập kích, nguyên vùng biển này đối với đại lục phía đông mà nói, cũng như phòng tuyến vùng biển của Hoàng Lục vậy, chỉ có thể đi ngang qua vào ban ngày, hoặc là ngồi phi thuyền tàng hình của đại lục phía đông. Dana giải thích cho Đỗ Địch An nói, nếu như là đi ngang qua vào ban ngày, cũng có sự mạo hiểm rất lớn tuy rằng ánh nắng mặt trời chiếu rọi có thể tránh khỏi tập kích quái vật vùng biển nhưng nhiệt diệm biểu hoạt động nhiều vào ban ngày thỉnh thoảng cũng sẽ bay thấp xuống để săn bắt những dị tộc biết bay khác đột nhiên đỗ địch an có chút tò mò về phi thuyền tàng hình mà cô ta nhắc tới xem ra trình độ công nghệ kỹ thuật của đế quốc đại lục phía đông không hề yếu hơn đế quốc thần la bọn ngươi đã từng đi qua tại sao lại muốn trở lại nơi hoang vắng này đỗ địch an hỏi hắn không tin với thực lực bô rao cũng không tìm được chỗ ẩn nấp ở đại lục phía đông cái nơi hoang vắng này rất gần tường chiến thần tiện cho bọn ta quan sát tình trạng của tường chiến thần dana bình thản nói với lại sống ở đại lục phía đông không thoải mái như ngươi tưởng tượng đâu nhất là hắn ta lúc lần đầu tiên hắn ta đến với đại lục phía đông bất ngờ để lộ thân phận dẫn đến sự cảnh giác của đại lục phía đông nếu một khi một lần nữa bị bại lộ ở đại lục phía đông thì hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm Đỗ địch an khẽ giật mình, nhanh chóng đã sớm hiểu ra vấn đề. Đế quốc đại lục phía đông này đối với các vương giả của đế quốc thần la mà nói, hiển nhiên không phải là bí mật lớn, nhưng đế quốc đại lục phía đông có thể đứng vững mà không bị đánh chiếm, hiển nhiên cũng có sự tồn tại của cấp vương giả. Lúc này, Đỗ Địch An một lần nữa cảm thấy cơ thể con thủy quái rung chuyển một hồi, cơ thể anh ta cũng theo đó mà nghiêng theo, có cảm giác giống như đang đi tàu lượng siêu tốc, hắn ta không còn giao tiếp với Dana nữa, để tránh làm nàng mất tập trung sau nửa tiếng đồng hồ thủy quái trải qua mấy phen chiến đấu đã dần dần chậm lại đỗ địch an hiển nhiên cảm thấy cảm giác lắc lư từ từ dịu đi rất nhiều không lâu sau dana nói đến rồi chuẩn bị lên bờ thôi đỗ địch an trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm lúc này đột nhiên nhìn thấy một tia sáng từ trên cao chiếu rọi xuống mượn lấy sự trợ giúp của tia sáng này đỗ địch an hầu như có thể nhìn thấy rõ một cái bóng gớm ghiếc và kỳ dị đang đứng trước mặt hắn giống như một con nhện khổng lồ làm hắn giật hết cả mình nhưng rất nhanh chóng nhớ ra rằng đây là hình dạng ma thân của dana chỉ nhìn thấy những cái chân nhện của nàng ấy đâm vào bên trong vách nhục ở xung quanh chìm sâu vào trong dường như hợp nhất một thể với con thủy quái giống như một khối u ác tính đang mọc trên đó đi thôi dana hét lên đỗ địch an quét mắt sang một bên thấy một người xinh đẹp khác cũng đang đứng đấy lập tức nắm lấy tay nàng ta lao về phía con kênh nơi có tia sáng chiếu từ trên cao xuống, chỉ là khoảng cách vài mét ngắn, hắn ta bèn nhanh chóng nhảy lên. Tiếng sóng vỗ từ xung quanh ập đến, mùi tanh nồng của nước biển tràn ngập xung quanh, Đỗ Địch An thấy mình đang đứng trên lưng một con cá màu đen nhánh, phía sau là biển rộng lớn đen ngòm, khiến người ta trong lòng vô cùng kinh hãi. Và hàng trăm mét về phía trước, đó là một bãi biển cạn. Độ dày của cơ thể loài thủy quái dưới chân quá dày để có thể bơi vào bãi biển cạn này. Không biết có phải do màu sắc của bầu trời không, nước biển ở bãi cạn trông đen kịt vô cùng, có thể nhìn thấy đá ngầm gồ ghề nhô lên, hắn không dám trực tiếp nhảy xuống nước và bơi qua nó, mặc dù đó là bãi cạn, nhưng trong đó có lẽ có rất nhiều quái vật biển nhỏ, cũng không thiếu một số loài quái vật biển có độc tính cao. Hắn đang muốn sải cánh bay qua đó, chợt nhớ ra năng lực ma ngấn của mình vẫn bị áp chế tiêu trừ, nên chỉ có thể hướng ánh mắt về phía Helisa đang ở bên cạnh, huyết sáo lên. Helisa nhanh chóng tiến vào trạng thái ma thân, đổ địch an ôm lấy thân thể của nàng ta để nàng ta mang mình mà bay qua bên kia. Sau khi hắn ta bay lên, con thủy quái bên dưới đột nhiên gầm lên, phát ra tiếng hú trầm như loài bò biển, mang trong đó chút đau đớn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen bay ra từ con kênh ở giữa lưng con cá, thân hình của nó biến đổi giữa không trung, trên lưng có đôi cánh như cánh dơi xảy ra, đuổi theo nó với tốc độ cực nhanh đỗ địch an nhìn Dana người mà luôn bám theo sau hắn ánh mắt hơi lóe lên đây là cơ hội trốn thoát hiếm có hắn ta mới bắt đầu nghĩ về điều đó nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở nên nguội lạnh như bây giờ hắn muốn trốn thoát chỗ dựa duy nhất của hắn đó là helisa nhưng về chỉ lệnh của helisa dana biết rất rõ về điều đó chỉ sợ chưa đến khi hắn để cho helisa phát động tấn công dana đã phản ứng trở lại dùng chỉ lệnh để hạn chế helisa đồng thời bắt lấy hắn bằng cách chỉ dẫn và bắt anh ta cứ đợi thêm đỗ địch an thầm nói trong lòng sẽ luôn có cơ hội thôi ngay lúc này helisa mang theo hắn ta đáp xuống trên bãi cát dana cũng đáp xuống theo thu lại trạng thái ma thân của mình đỗ địch an cũng để helisa khôi phục lại hình dáng con người ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bên ngoài bãi cát có những cây đại thụ thưa thớt phía xa dường như là một mảng đồng bằng bây giờ đi đâu nào đỗ địch an hỏi Dana quan sát nhìn xung quanh, hơi nhíu mày, qua được một lúc sau mới nhìn về phía Đỗ Địch An, nói, để nàng ấy nhập vào trạng thái ma thân, đưa chúng ta rời khỏi đây, để khỏi để lại dấu chân. Đỗ Địch An khẽ cau mày, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng biết được điều nàng ta nói không sai, hắn liền để Helisa tiến vào trạng thái ma thân một lần nữa, sau đó từ bên cạnh ôm lấy nó. Lúc này, Dana cũng ôm nàng ta từ phía bên kia. Đỗ Địch An sững sờ ngươi không phải là biết bay sao ta muốn tiết kiệm thể lực dana liếc nhìn hắn ta tuy rằng nét mặt bình thản nhưng có chút mệt mỏi mờ nhạt giữa cặp lông mày đỗ địch an nghĩ rằng trước đó nàng đã khống chế được con thủy quái to lớn nên tiêu hao rất nhiều thể lực và tâm trí nên hắn ta cũng không nói gì thêm đi về phía kia dana chỉ phương hướng đỗ địch an đề cho helisa bay về hướng nàng ta chỉ tay trong nháy mắt đã bay hơn 2 tiếng đồng hồ, cảnh vật dọc theo đường đi vừa đơn điệu vừa tẻ nhạt, phần lớn là đồng bằng với đồi núi trập trùng, thỉnh thoảng có rừng cây, nhưng mấy phút chốc lại bay qua. Đợi tí nào. Dana đột nhiên lên tiếng, đáp xuống ngay. Đỗ địch an nhất thời kinh ngạc, lập tức để cho Helisa đáp xuống ngay. Thu lại khí tức ngay, có dị tộc hỏa long. Dana hạ giọng nói. Sắc mặt đỗ địch an khẽ thay đổi, đồng thời co rút lỗ chân lông để che giấu mùi của cơ thể hắn thì thào nói dị tộc hỏa long này chẳng phải là ma vật của đế quốc đại lục phía đông làm sao có thể xuất hiện ở vùng đất hoang vắng và hiêu quạng biển bên kia được chúng biết bay hả ai đã nói với ngươi rằng chúng là ma vật dana nhìn chằm chằm vào một nơi xa xăm không quay đầu nhìn lại mà nói đỗ địch an sững sờ nói đó là cái gì dana liếc nhìn hắn ta một cái mà không trả lời qua được một lúc sau tầm mắt của đỗ địch an từ xa nhìn thấy một tia sáng đỏ mờ nhạt ở một nơi rất xa xẹt qua trong nháy mắt phóng thẳng về phía trước biến mất khỏi tầm mắt dana đứng dậy vỗ nhẹ bụi trên tay áo và nói đi thôi helisa lại đưa đỗ địch an và dana cất cánh lần nữa bay theo hướng mà dana đã chỉ đường bay quanh co quanh co khúc khuỷu dọc đường đi có đất hoang và bầy quái vật đỗ địch an phát hiện ra ma vật ở nơi đây nhìn chung có sức mạnh không cao trên đường đi gặp phải vô số ma vật, nhưng con mạnh nhất cũng chỉ ở mức vực sâu, so với đế quốc thần la thì vùng đất hoang bị cuốn vào này có vẻ còn an toàn hơn. Đến rồi. Đột nhiên, tiếng của Dana vang lên. Đỗ địch an ngẩng đầu lên nhìn, thấy trước mặt đất hoang rộng lớn, là một tòa cao ốc nguy nga, giống như một bức tường thành cổ, những tảng đá vuông khổng lồ chất đóng với đường kính 3-4 mét, chiều cao đạt đến 2-300 mét, vô cùng tráng lệ. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy qua bức tường thành khổng lồ cao nghìn mét khi lại nhìn thấy bức tường thành như vậy trong lòng đỗ địch an không có chút gì chấn động ngược lại còn có chút kinh ngạc hướng về đa na hỏi đế quốc đại lục phía đông không có tạo ra bức tường khổng lồ bảo vệ quốc gia như tường chiến thần à đương nhiên là có nhưng đợi đến khi ngươi nhìn thấy thì hầu hết chúng ta đều đã bị bại lộ đa na cười khúc khích nói vùng biển mà lúc chúng ta đến tương đương với tuyến phòng thủ đầu tiên của đế quốc đại lục phía đông đế quốc thần la hoàn toàn không thể vượt qua tuyến phòng thủ đó. Tường chiến thần của bọn họ được xây dựng trên vùng đất lục địa bên trong, còn bọn ta chỉ ở rìa bên ngoài, đây chỉ là nơi trú ẩn để bảo vệ những lưu dân bị trục xuất tị nạn. Nơi bảo vệ lưu dân Đỗ địch an nhìn về bức tường khổng lồ càng lúc càng gần ngay trước mắt, đột nhiên nghĩ đến những kẻ mang rợ bị trục xuất ra bên ngoài khu vực bức cực vách ở Sivia, có lẽ cũng tồn tại giống như vậy. Hơn nữa, bức tường thành khổng lồ này hiển nhiên là do nhân lực xây dựng không giống như một bức cự vách hoàn toàn là tự nhiên cũng không có dấu vết của việc xây đắp lên nơi mà ngươi cùng với bô Rao đã từng đến là đây sao đỗ địch an hỏi dana liếc hắn ta một cái tất nhiên là không phải rồi có rất nhiều nơi bảo vệ lưu dân trú ẩn như vậy bên ngoài tường chiến thần của đại lục phía đông đây chỉ là một trong số đó bọn ta đã từng đến những nơi trú ẩn khác ta làm sao có thể đến cùng một nơi trú ẩn được đó chả phải tự đi tìm đường chết sao nếu hắn ta chưa chết chắc chắn sẽ đuổi kịp ngay rất nhiều à ánh mắt đổ địch an khẽ động đậy nghĩ đến lúc trước nàng ta cố ý bẻ con đường đi phần lớn là vì muốn bỏ qua con đường mà cô đã đi trước đó hắn ta nói có lẽ cái nơi trú ẩn mà trước kia các ngươi đã đến ngược lại sẽ an toàn hơn nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất chắc chắn hắn ta sẽ không nghĩ rằng chúng ta dám đến nơi trú ẩn đó. Dana dững dưng nói, nói như vậy cũng có lý, nhưng tiếc là ngươi không hiểu rõ hắn ta, bản tính hắn ta đa nghi, lòng ngờ vực còn nặng hơn của ngươi, chắc chắn sẽ phỏng đoán được những gì ta nghĩ, nghĩ rằng ta sẽ sử dụng một cách thông minh hơn để trốn thoát, nếu như thật sự đến nơi đó, ngược lại sẽ bại lộ ngay từ đầu. Đỗ địch an thấy nàng ta đã có sự hiểu biết của chính mình, cũng không nói gì thêm. Lúc này, Hai người mới dần dần tới gần tòa thành cổ nguy nga này, từ trên cao nhìn xuống, Đỗ Địch An nhìn thấy thành cổ này cũng như cự vách, cũng là hình vuông vức, nhưng lại được xây dựng có hình dáng giống với thành trì cổ của thời Hoa Hạ cổ đại. Lúc này phía trên thành, có một toán binh lính đang tuần tra, mặt khôi giáp, nhưng khuôn mặt lại là khuôn mặt người phương Tây, nước da trắng trẻo mắt xanh, trên eo có trang bị hỏa khí cổ. Nhìn thấy bộ dáng của những thị vệ này, Đỗ Địch An càng thêm tin tưởng đại lục phía đông chắc chắn là phương Tây ở thời đại cũ. Lúc này, các thị vệ trên thành trì dường như đã có người nhìn thấy bọn họ, tiếng chuông báo động vang lên, rất nhiều binh lính nhanh chóng tập trung lại trên tuyến đường bay tới của bọn họ. Đỗ Địch An liếc nhìn Dana một cái, nàng ấy không hề để cho Helisa giảm tốc độ, chắc là có cách nào đó. Vèo. Lúc Đỗ Địch An đang phỏng đoán, thì một đôi cánh màu đỏ sẫm nhô ra từ sau lưng của Dana, thả Helisa ra, bay thẳng về phía trước, trình độ ma hóa trên người cũng theo đó mà mở rộng ra, rất nhanh, nguyên người hóa thành một người khổng lồ cao 3-4 mét, toàn thân nước da đỏ bừng, từ từ đốt lên ngọn lửa. Hai cánh sau lưng thiêu đốt thành đôi cánh lửa, thân thể càng hiển lộ thêm biến hóa rõ ràng. Đỗ địch an nhìn đến ngẩn người ra. Đây, đây là... Ma thân hoàn toàn mới tin. Đỗ địch nhân nhớ rất rõ ràng, Ma thân đầu tiên của nàng ấy là yêu quái tương tự như nhện khổng lồ, có khả năng đọc được ký ức, còn ma thân thứ hai là thủy quái vùng biển, toàn thân có vẫy, nhưng bộ dạng quái dị trước mặt rõ ràng là một ma thân mới. Nàng ta có ma ngân thứ ba. Đỗ địch an mặt đầy sửng sốt, bất chợt, nghĩ đến lời Dana nói lúc trong bụng thủy quái, ma ngấn quái vật vùng biển thứ hai của nàng ta, bô rao cũng không hề biết. Bỗng chốc, hắn lập tức hiểu ra rồi bô rào cấy hai đạo ma ngấn cho mỗi cơ thể thí nghiệm dana để quân bình cân bằng một đạo ma ngấn là đến từ đế quốc thần la một đạo kia là đến từ đế quốc đại lục phía đông mà nàng dana này cũng vậy ma ngân đầu tiên mà bô rao cấy cho nàng ấy chính là ma ngân có khả năng đọc được ký ức với ma ngân bốc cháy hiện tại còn ma ngân quái vật vùng biển rất có khả năng là nàng ta lén lút cấy vào trong cơ thể của bản thân hơn nữa là được giấu suốt chính là giấu giếm dưới tầm kiểm soát của bô rao tại sao nàng ta lại phải mạo hiểm đến vậy để cấy cho bản thân mình ma ngân thứ ba quái vật vùng biển nếu nói là muốn tăng cường sức chiến đấu hiển nhiên là khả năng không lớn chỉ cần từ sự thay đổi của cơ thể ma ngân rực lửa ngay trước mặt đỗ địch an đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tràn trề đây chắc chắn là một ma ngân công kích cực mạnh lời giải thích duy nhất chính là nàng ấy không thể không sử dụng ma ngân quái vật vùng biển ví dụ như là chạy trốn nàng ta sớm đã chờ đợi ngày này rồi và vì điều này mà âm thầm chuẩn bị. Khi cơ hội đến rồi, người có sự chuẩn bị sẵn sàng có thể nắm bắt nó. Nghĩ đến những điều này, Đỗ Địch An cảm thấy ớn lạnh trong lòng, vốn tưởng rằng mưu kế của mình đủ sâu và đủ xa, nhưng không ngờ Dana trước mặt còn táo bạo hơn hắn. Ngộ nhỡ bô rao nổi lòng sinh nghi muốn kiểm tra cơ thể của nàng ấy, há chẳng phải là bại lộ rồi sao? Vì một cơ hội không có nhiều khả năng xuất hiện, mà mạo hiểm lớn như vậy, thật là điên rồ mà trong lúc đổ địch an trong lòng kinh ngạc đồng tử đột nhiên co rút lại đã nhìn thấy một màn khó tin ma thân Dana dần đi đến bước hoàn chỉnh các góc cạnh của cơ thể biến hóa ngày càng rõ ràng hơn mà dáng vẻ của ma thân lại khiến cho đổ địch an khó mà quên được ngọn lửa cháy bồng cơ thể như cự long dị tộc hỏa long ma thân này lại có thể biến thành dị tộc hỏa long đỗ địch an đã chính mắt thấy được khi đang ở bên ngoài cứ điểm quan trọng trên tường chiến thần vĩnh viễn không bao giờ quên nhưng mà, so sánh với những dị tộc hỏa long mà hắn ta thấy qua, dáng vẻ của Dana ngay trước mắt này hiện rõ là nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa dường như thiếu một thứ gì đó, cụ thể là thiếu thứ gì thì hắn cũng nói không được, hình như là không đủ bạo lực, không có cảm giác khiến người ta sợ hãi vô cùng. Trong khi đổ địch an đang ngẩn người ra, Dana đã bay lên trên bầu trời phía trên thành phố, bóng dáng rực cháy mang theo áp lực mạnh mẽ, không ngừng bay qua đầu của rất nhiều binh lính. Đỗ Địch An cùng Helisa theo sát phía sau, hắn nhìn binh lính rút lui dưới chân, nhìn vẻ mặt sợ hãi cùng khiếp sợ của bọn lính, trong lòng dần dần hiểu ra điều gì đó. Cho đến khi Đỗ Địch An bay đi rất xa, đám binh lính này cũng chưa có hành động gì khác, vẫn ở phía xa quan sát, không có ai dùng súng ống bắn tới, để bọn họ vọt bay qua. Sau khi bay về phía sau thành phố không đến mấy phút, Đỗ Địch An nhìn thấy bức tường thành cao thứ hai, chiều cao của những bức tường thành cao này chỉ khoảng 200 mét, vuông vuông vứt vứt, trong bức tường thành cao ấy thấy được những tòa kiến trúc cổ kính mang phong cách Trung Quốc cổ đại, thành từng cụm thành từng dãy, phồn hoa náo nhiệt. Đỗ Địch An khi nhìn thấy phong cách của những kiến trúc này, có hơi kinh ngạc, trong lòng đột nhiên cảm thấy không hiểu nổi. Bức tường thành phòng thủ thứ hai này cũng có lính canh tuần tra, khi nhìn thấy Dana bay thẳng tới, tất cả đều chuyển từ cảnh giác sang trạng thái quỳ gối và thần phục, điều này đã khẳng định chứng thực suy đoán của Đỗ Địch An dị tộc Hỏa Long tại đế quốc đại lục phía đông, có địa vị rất cao. Thậm chí là, vương tộc của nơi này. Đợi đến khi bay vào trong thành cổ phồn hoa, đổ Địch An thấy trong những kiến trúc cổ kính này, lại có số lượng lớn những khuôn mặt phương Tây sinh sống trong đó, cảm giác không khỏi có gì đó kỳ quái, hốt nhiên nghi ngờ những phỏng đoán của bản thân trước đó. Lúc này, Dana đã bay thẳng đến một tòa nhà hùng vĩ với diện tích cực lớn ở trung tâm thành cổ. Tòa nhà này hơi giống cố cung, khắp nơi đều có hàng ngũ vệ binh đi tuần hầu hết những vệ binh này đều có khuôn mặt châu á rất ít có khuôn mặt phương tây khi dana bay đến bầu trời phía trên tòa nhà những người lính canh đang tuần tra cũng nhận ra dana nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ như thể họ không nhìn thấy ngay sau đó đỗ địch an đã nhìn thấy trước tòa kiến trúc giống như cung điện lớn nhất này có ba bốn bóng người đi ra tất cả đều mang khuôn mặt châu á đang ngẩng đầu nhìn dana ở giữa không trung vèo Ngọn lửa trên người Dana dần dần thu lại, từ từ đáp xuống, khi đáp xuống bậc thang phía trước cung điện, cơ thể ma quỷ đã dần thay đổi trở lại thành hình dạng con người. Đỗ Địch An và Helisa cũng đáp xuống theo sau, cũng đáp xuống ngay bên cạnh, hắn trông thấy vài khuôn mặt đầy nghi hoặc hậu duệ châu Á, trong lòng khẽ lay động, đứng qua một bên lui về một khoảng xa. "Ngươi là?" Một người đàn ông trung niên mạnh mẽ đứng ở giữa nhìn Dana đầy nghi ngờ, ngôn ngữ hắn ta thốt ra, hiển nhiên là tiếng Hán nghe thấy tiếng hán lâu lắm không gặp này, đổ địch an trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả, giống như là trở về quê hương của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. sắc mặt Dana trông có vẻ bình tĩnh, chậm rãi bước tới, vừa đi vừa nói: Ta phụng mệnh đến đây, các ngươi có phải là người quản lý ở đây không? Những lời nàng ấy đang nói cũng là tiếng hán. nghe được ngôn ngữ mà Dana nói ra, sự nghi ngờ trên mặt của một số người có hơi chút kiềm chế nhưng vẫn có chút cảnh giác, người đàn ông trung niên nói, các người là ai, phụng lệnh của ai vậy, bọn ta, lời nói vừa đến đây, đột ngột dừng lại. Chỉ nhìn thấy Dana đang từ từ tiến tới, tăng tốc đột nhiên biến thành một luồng ánh sáng màu đen, khoảng cách hơn 10 mét mà giống như một bước chân vậy, phút chốc đã đi tới trước mặt mấy người, phốc 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 vài tiếng, trong ba người đứng ở hai bên của người đàn ông trung niên ở chính giữa. Có hai người lồng ngực bị xuyên thủng một lỗ máu tuôn trào mà người đàn ông trung niên và một người phụ nữ khác đang theo hoa mẫu đơn trên sườn xám phản ứng khá nhanh người đàn ông trung niên đưa tay ra đỡ thân thể bị đụng văng ra xa cánh tay của người phụ nữ sườn xám bị chém đứt cơ thể vén văng qua một bên nhưng cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng chỉ là dana vừa ra tay đã thành công như hình với bóng nàng lập tức truy kích mà đuổi theo trong ánh mắt kinh hãi của người phụ mặc sườn xám cánh tay sắc bén ma hóa phút chốc đâm tới xuyên thấu trên trán nàng xoay người không ngừng bay vào trong cung điện. Tất cả mọi thứ này thay đổi diễn ra quá nhanh, bắt đầu và kết thúc chỉ diễn ra trong tích tắc, mặc dù đổ địch an dự trước là sẽ có cảnh chiến đấu, nhưng không ngờ Dana này lại quỷ quyệt và thận trọng đến thế, rõ ràng là có thực lực đè bẹp đối thủ, nhưng cô ta cố tình thả lỏng để cho đối phương cảnh giác lợi dụng thừa cơ hội để tập kích bất ngờ. Hắn ta dắt Helisa đi theo sau, nhưng thấy Dana siết cổ người đàn ông trung niên với một tay, nhấc hắn lên cao. Thân hình vạm vỡ người đàn ông trung niên lại trông như một con gà yếu ớt trước đa na duyên dáng và nhỏ nhắn. Cung nữ và thị tùng trong cung đều sửng sốt, nhưng họ nhanh chóng phản ứng trở lại, rút bội kiếm ra, sắp xếp thành đội hình, canh giữ ngôi vị cao nhất trong cung điện. Trên ngai vàng có một thanh niên khôi ngô đang ngồi ngay ngắn, trông như chỉ khoảng 24-20 năm tuổi, đôi mày sắc như kiếm đôi mắt sáng như sao, khí chất lạnh lùng. Nhưng lúc này trên khuôn mặt không vui cười cũng có chút kinh ngạc và thất lễ ngươi là ai sau hai giây đờ đẫn cả thanh niên lạnh lùng lấy lại sự uy nghiêm hai mắt tỏa ra ánh sáng thu hút toàn thân được bao phủ bởi chất nhầy màu đen tiến vào trạng thái ma thân trước dana không trả lời mà chỉ nhấc người đàn ông trung niên lên đứng yên như một tác phẩm điêu khắc trên đá trong đại điện phút chốc yên lặng hẳn đỗ địch an đứng sau lưng dana thấy rõ ràng lòng bàn tay của người đàn ông trung niên mà dana đang bóp cổ đột nhiên biến thành một chiếc gai nhọn màu đen đâm xuyên qua quai hàm của người đàn ông trung niên, mà đôi mắt của người đàn ông trung niên trợn trắng, có vẻ như đã chết. Khả năng đọc lấy ký ức Đỗ địch an nghĩ ngay đến khả năng của Dana, nhưng không ngờ cô lại dám làm chuyện như vậy khi một kẻ địch hùng hậu đang ở cạnh bên. Nhìn thấy Dana chậm trễ chưa chịu trả lời, gã thanh niên lạnh lùng không kìm được nữa, phất tay một cái, đám vệ binh xung quanh lập tức cùng nhau ập đến. Lúc này, Dana chậm rãi ngẩng đầu lên, trông thấy từng người một tiếng vào trạng thái ma thân một tia lửa lóe lên trong mắt cô phù ngọn lửa từ trong cơ thể cô bay ra sóng nhiệt quét qua đại điện trong khoảnh khắc tiếp theo dana quăng bỏ người đàn ông trung niên lao về phía trước á à. á à. tiếng thảm kê liên tục vang lên những tên thị vệ lao về phía dana đều bị nàng ấy đánh trúng hoặc là bay lộn ngược thân thể về phía sau hoặc là nửa người bị xé nát hoặc là bị ngọn lửa trên người nàng ấy liếm phải bùng cháy lên nhanh chóng, cho dù họ có tác và lăn lộn đi chăng nữa. Cũng không cách nào dập tắt những ngọn lửa đang ngày càng bùng cháy ấy. Dana dường như không nhìn thấy những tên thị vệ này, bóng dáng của nàng ấy đi thẳng tới vào gã thanh niên giữ tợn trên ngai vàng. Gã thanh niên lạnh lùng vô cùng bàng hoàng, hắn đã nhận ra, thực lực của Dana vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Đi chết đi! Trong cơn tuyệt vọng và nỗi sợ hãi, hắn ta gầm lên dữ dội, từ dưới ngai vàng rút một ngọn giáo đen, dùng móng vuốt đen tối của mình nắm chặt lấy cán của ngọn giáo, đâm mạnh về phía Dana, bóng giáo tới như vũ bảo, ngay lập tức tung ra hàng trăm ngàn đóa thương hoa. Thương hoa nở vô cùng lộng lẫy, nhưng càng đẹp thì càng nhanh héo. Ngọn giáo vỡ tan và bị dập tắt trong tích tắc, một luồng sáng đen xẹt qua, kim loại rơi xuống đất, lại là đầu ngọn giáo đã bị gãy. Mà cơ thể của gã thanh niên lạnh lùng đang gầm gừ cũng theo đó mà đông cứng lại hai ngón tay mảnh khảnh ghép vào nhau giống như mũi kiếm dừng ở trước con ngươi của hắn. tuy rằng những ngón tay này nhất định không giống bàn tay cầm binh khí mà giống như những ngón tay nhỏ chuyên làm việc theo thù hơn, nhưng hắn lại không dám hành động hấp tấp. luồng sát khí khắc nghiệt bao trùm khắp cơ thể trong phút chốc tan biến rút nhanh như thủy triều. gã thanh niên lạnh lùng cảm thấy thở gấp như vừa từ chết đuối trở về, chỉ cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. còn dana người không hề toát ra sát khí ở phía trước mặt. lúc này trong mảnh khảnh và xinh đẹp nhưng trong đôi mắt lãnh đạm ấy lại có sự cô độc đến cao ngạo giống như vị nữ vương của thế giới trong lòng hắn ta hoang mang đau khổ căm phẫn cắn răng nói ngươi muốn cái gì ta tạm thời ở lại đây cần phải sống tại đây một thời gian ngươi cứ hầu hạ ta thật tốt là được dana đặt tay xuống ngọn lửa ma thân trên người cô sớm đã tắt liệm cô chỉ nói nhẹ nhàng gã thanh niên lạnh lùng khẽ giật mình trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõm lập tức chuyển đổi thành một nụ cười kính cẩn, nói, ngươi muốn ở đây bao lâu đều cũng được, chỉ cần nói cho ta biết ngươi cần gì, chỉ cần ở đây có sẵn, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Những thị vệ còn sót lại dưới bậc thềm đều sững sờ, mặt đối mặt, không tin khi nhìn vào gã thanh niên lạnh lùng kia, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng, vị vua cô độc lạnh lùng không tùy tiện cười nói này, lại nở một nụ cười nịnh nọt và khiêm tốn như vậy. Bọn họ cho rằng, chỉ có những hạ nhân như bọn họ mới cần nịnh hót bợ đít. Thì ra, ai cũng như nhau. Giải quyết việc ở đây trước đã. Dana bình thản nói. Gã thành niên lạnh lùng tất nhiên là cô ta đang chỉ việc gì, cười như chó sai và nói, dạ, lập tức khiến bọn họ lui ra ngay. Nói xong, quay đầu hướng về các thị vệ và tỳ nữ ở dưới, phút chốc lại trở lại dáng vẻ cô độc cao ngạo, lạnh nhạt nói, tất cả đều lui ra ngay, chuyện ở đây không được truyền bá ra ngoài, nếu không giết không không tha. Ngoài ra, bắt đầu từ nay trở đi, thấy được vị đại nhân này cũng như gặp ta, không phải, còn tôn kính hơn gặp ta nữa, ai mà có nửa điều bất cung, đừng trách ta chu di ba đời nhé. Vâng, thành chủ đại nhân. Bọn thị vệ hoang mang cúi đầu. Đỗ địch an trông thấy gã thanh niên lạnh lùng này, và những diễn biến nhanh sau đó, khiến cho hắn ta cũng có chút khâm phục, tâm tính như vậy chỉ có người phi thường mới bị được. Đợi sau khi bọn thị vệ lui ra hết, Dana mới nói với gã thanh niên lạnh lùng, ngồi xuống. Gã thanh niên lạnh lùng khẽ biến sắc, mỉm cười nói, chỗ này nên là để ngươi ngồi. Dana liếc nhìn hắn một cái, đưa tay ra. Trong mắt gã thanh niên lạnh lùng chợt lóe ra một chút sợ hãi, vốn tính đưa tay đỡ lấy, nhưng rốt cuộc cũng kiềm chế lại, hắn cảm thấy Dana không hề có sát ý. Giây phút tiếp theo, tay của Dana sờ lên mặt của hắn. Rất mềm mại trong não của gã thanh niên xuất hiện một ý niệm cảm thấy đôi tay này không nên bị vấn bẩn bởi giết chóc mà chỉ nên dùng để hầu hạ người ta đột nhiên trên trán cảm thấy đau tiếp đó là tầm nhìn trở nên đen kịt Đỗ địch an nhìn thấy động tác của dana thì biết là cô ta muốn làm gì trong lòng không khỏi ngưỡng mộ khả năng ma ngân độc ký ức thật là hữu dụng đến bất cứ chốn xa lạ nào đều có thể nhanh chóng hiểu được tình trạng của nơi đó cho ra ngay sự phán đoán so với việc tra khảo thì mạnh hơn hàng vạn lần. Năm phút sau, Dana mới buông lỏng tay ra. Đỗ địch an thấy vậy không khỏi kinh ngạc, đọc ký ức nhanh như vậy sao? Phải biết rằng, ký ức của hắn ta khi bị đọc lấy, cảm giác như là mới trải nghiệm nhân sinh một lần nữa, tuy rằng cũng có đôi lúc như màn chiếu phim chiếu lại nhanh những khoảnh khắc, nhưng cảm giác chí ít là đã trả qua mười mấy năm. Chẳng mấy chốc, Đỗ Địch An nhận ra rằng, mặc dù Dana đã thả tay ra, nhưng gã thanh niên lạnh lùng ấy hồi lâu vẫn chưa mở mắt ra, thay vào đó là toàn thân đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, trên sắc mặt còn có chút vẻ đau đớn. Dana chả đoái hoài tới, chỉ cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ. Sau hơn 10 phút, gã thanh niên lạnh lùng từ từ mở mắt ra, với một chút bối rối trong mắt. Khi nhìn thấy Dana, ánh mắt hắn bỗng trở nên tỉnh táo trở lại, hiện lên một màu nóng rực, lập tức đứng lên, cung kính quỳ xuống, bái kiến đại vương của ta. Hắn hai tay ôm ngực, Tư thế cung kính ngoan đạo, hoàn toàn khác với vẻ khiêm tốn cung kính trước đó, giống như sự kính yêu xuất phát từ nội tâm. Đỗ địch an nhìn đến nỗi mồm chữ A mắt chữ O, lập tức nghĩ đến, trước đó Dana có thể khống chế điều khiển thủy quái, hiển nhiên, năng lực của cô ta không chỉ đơn giản là đọc lấy ký ức, thậm chí có thể, xuyên tạc ký ức. Nghĩ đến đây, trong lòng chợt ấn lạnh, nếu như nàng dùng thủ đoạn này với chính bản thân hắn, chẳng phải là hoàn thành trở thành nô lệ sao? ý niệm này khiến cho hắn cảm giác khủng hoảng vô cùng còn kinh hãi hơn so với lúc còn ở trong tay bô rao ít nhất lúc đó hắn vẫn còn ý thức là chính mình mà ở trong tay dana một khi ký ức bị nàng ta sửa đổi thì sẽ hoàn toàn tiêu tùng rồi truyền lệnh xuống dưới phong tỏa tin tức về sự xuất hiện của ta ngoài ra hãy lệnh cho viện nghiên cứu dừng tất cả các thí nghiệm hiện tại vận chuyển tất cả nguyên liệu thép dây cáp và các vật liệu cần thiết khác trong các thí nghiệm của họ đến viện ngưỡng nguyệt bắt đầu từ hôm nay nếu không có sự cho phép của ta bất kỳ ai cũng không được bước vào điện ngưỡng nguyệt nửa bước dana thần thái lạnh nhạt ra lệnh cho những mệnh lệnh tiếp theo vâng vương của ta cả thanh niên lạnh lùng ăn nói cung kính ngay phút trước hắn ta còn có ý niệm giả tạo và giả dối tạm thời thỉnh cầu sự sống còn ngay lúc này hắn ta hoàn toàn gục ngã dưới váy của dana đỗ địch an tâm trạng phức tạp nhưng đã sớm chú ý tới những thứ được đề cập theo mệnh lệnh của dana kinh ngạc nói, ngươi muốn làm thử nghiệm. Đương nhiên rồi. Dana bình thản liếc nhìn hắn. Lúc này cô ta đang đứng trước bậc thềm, gã thanh niên lạnh lùng bên cạnh cô quỳ xuống đất, dáng người nhỏ nhắn được bao bọc trong một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, nhưng lại mang trong người sự uy nghiêm phải ngẩng đầu. Đỗ địch an bị cô ta liếc nhìn một cái, chợt cảm thấy ấn lạnh, không phải vẻ uy nghiêm toát ra sau đó, mà là ý tứ ẩn chứa trong đôi mắt ấy, khiến hắn chợt nhận ra mình vừa rời khỏi hang hổ, lại bước vào ổ sói. Dana này, dường như muốn làm gì đó trên người hắn ta. Chẳng lẽ lại là muốn tiếp tục thí nghiệm của Bô Rao? Đỗ địch an sắc mặt rất khó coi, chẳng trách vào thời khắc nguy cấp như vậy cô ta lại đem theo mình và Helisa rời đi. Có lẽ, nàng ta sớm đã chú ý đến hắn, giúp hắn ta thoát khỏi nguy hiểm, cũng chỉ là coi hắn ta như một vật thí nghiệm, giành lấy nó từ tay Bô Rao. Đêm đó, trong sự thu xếp của gã thanh niên lạnh lùng dana và đỗ địch an cùng với helisa vào ở trong điện kề bên ở đằng sau cái cung điện được gọi là ngưỡng nguyệt điện dana quen việc dễ làm cơ hội giống như về đến nhà của chính mình mọi việc ở đây cô nắm trong lòng bàn tay lên danh sách cho những nguyên liệu cần thiết báo cáo tên của những người có thể sử dụng để cho gã thanh niên lạnh lùng sắp xếp đỗ địch an nhìn thấy cô ta thu dọn đồng và dây cáp đột nhiên đoán được ý tưởng của cô ta liền hỏi Ngươi muốn chế tạo ra điện năng, trở về đế quốc thần la. Ngươi cũng không đến nỗi ngốc nhỉ. Dana nhìn hắn, chả trách có thể lăn lộn đến tận vị trí này, nếu đổi lại là ta, ta chưa chắc có thể không làm được điều này. Đỗ địch an hoàn toàn không đắc ý về lời khen ngợi của cô ta, nhưng thất vọng vì suy nghĩ của chính mình đã được xác nhận, ngươi trở về đế quốc thần la, chắc là muốn quay lại Sivia, lấy lại con siêu chip của ta phải không? tất nhiên đây chỉ là một trong những lý do đương nhiên rồi cũng là nguyên nhân chính dana không từ chối trả lời những câu hỏi của đỗ địch an và nói thật đáng tiếc ngươi đã không tìm hiểu kỹ về con siêu chip nếu không nhìn vào ký ức của ngươi ta sẽ sớm nắm bắt được những kiến thức trong đó nhưng cũng không có gì dù sao trí nhớ của ta là xem qua là nhớ học rất nhanh mà khi trở lại đế quốc thần la sẽ an toàn hơn nếu bô rao vẫn còn sống tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ quay trở lại đế quốc thần la, dù sao, chỉ dựa vào thực lực của ta là không cách nào vượt biên qua tường chiến thần. Đỗ địch an cảm thấy tức giận và bất lực khó tả, còn tuyệt vọng hơn cả khi đối mặt với bô rao, Dana đã biết tất cả mọi chuyện về hắn, trước mặt nàng ta hắn hầu như không có bí mật nào cả, điều này khiến hắn không tìm được bất cứ cách nào để trốn thoát. Cho dù ngươi tìm ra cách tránh được lôi điểu, nhưng vẫn có nguy cơ lớn hơn, tại sao không ở lại đây? đỗ địch an muốn thuyết phục cô ta ở lại không phải vì con siêu chip nhưng đột nhiên cảm thấy lúc này bô rao phát hiện có thể có nhiều hy vọng sống sót hơn dana liếc nhìn đỗ địch an một cái dường như nhìn thấu được suy nghĩ của đỗ địch an khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh nhạt nhưng nàng ta không trả lời lại ngày hôm sau dana điều động nhân công tu sửa điện ngưỡng nguyệt thành phòng thí nghiệm một lô vật liệu lớn được vận chuyển đến bên ngoài điện và chất đóng ở quảng trường điều khiến đỗ địch an ngạc nhiên chính là nơi trú ẩn trong có vẻ cổ xưa này cũng không hề lạc hậu về mặt khoa học kỹ thuật thế mà lại có điện năng đương nhiên điện năng này cũng chỉ nằm trong tay những người quyền quý thượng lưu chắc là kỹ thuật được mang ra từ đế quốc ở đại lục phía đông khi điện ngưỡng nguyệt được tu sửa xong dana dốc hết sức vào trong thí nghiệm gọi đại sư trong viện nghiên cứu của nơi trú ẩn này đến để làm trợ lý đỗ địch an nhận được lệnh của dana không được tự ý rời khỏi điện ngưỡng nguyệt hắn chỉ có thể ăn không ngồi rồi luẩn quẩn trong điện nghĩ cách thoát thân kể từ khi hắn biết dana có thể bóp méo ký ức hắn vẫn luôn suy xét nên làm thế nào để đề phòng nàng bóp méo ký ức của mình hắn không mong muốn mình rơi vào tình cảnh của người thanh niên lạnh lùng đó chỉ là mặc cho hắn suy nghĩ cỡ nào cũng cảm thấy hơi khó khăn dù sao dana biết lợi dụng điện năng để né tránh lôi điểu có thể thấy rằng nàng không những có thể đọc ký ức mà còn nắm giữ được tất cả suy nghĩ trong lòng ngươi cho dù hắn có kế hoạch gì thì sau khi bị nàng đọc ký ức cũng sẽ bị nhìn thấu hết ký ức của ta hẳn là vẫn chưa bị nàng ta sửa đổi nếu không thì ta sẽ không muốn rời khỏi nàng đổ địch an ngồi trên lan can đá bên ngoài điện ánh mắt trầm tư ngắm nhìn thị vệ giáp vàng đi tới đi lui vận chuyển vật liệu hắn nhiều lần nhớ lại tất cả hình ảnh tất cả chi tiết lúc trước dana nắm giữ nơi trú ẩn này dần dà hắn đã tìm được nguyên nhân khi dana bóp méo ký ức Hắn sẽ tạo ra tổn hại hoặc bài xích không nhỏ. Có thể nhìn ra được chút ít từ biểu cảm đau khổ của người thanh niên lạnh lùng ấy khi bị đọc ký ức. Hắn nhớ lúc đó mình tỉnh lại từ giường bệnh, cũng không có quá đau đớn, có lẽ chính từ điều này có thể thấy rằng lúc đó Dana không có bóp méo ký ức của Đỗ Địch An. Dù sao, Bô Rao ở ngay bên cạnh, nếu hắn có biểu hiện khác thường thì Bô Rao sẽ biết được nàng đã dở trò. Mà sau đó, hắn cũng là đối tượng luôn bị Bô Rao để ý tới, Dana không tìm được cơ hội tiếp xúc hắn để bóp méo ký ức của hắn. Sau đó nữa chính là chạy trốn liên tục, Dana cũng không có cơ hội ra tay với hắn. Chẳng qua, khi họ chạy trốn đến bên đại lục phía đông này thì Dana có cơ hội đối phó hắn, chỉ là vẫn luôn trì hoãn không ra tay, không biết do nguyên nhân gì. Chẳng lẽ nàng biết hắn không thể thoát thân nên không hề lo sợ sao? Đỗ địch an nghĩ không ra, có lẽ trong chuyện này có nguyên cớ sâu xa hơn nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Đợi năng lực ma ngân của ta hết bị ức chế, hẳn là nàng ta sẽ đề phòng ta, cách tốt nhất chính là bóp méo ký ức của ta, ta cần phải đề phòng trước khi chuyện đó xảy ra. Đỗ địch an yên lặng suy nghĩ. Chẳng qua, nói thì dễ nhưng phải đề phòng như thế nào. Khi Dana muốn bóp méo ký ức của hắn, suy nghĩ của hắn cũng sẽ bị vạch trần, bao gồm cả những suy nghĩ của hắn lúc này cũng sẽ bị Dana đọc được hết, nói chi đến đề phòng nữa nghĩ đến đây lòng hắn dâng lên một nỗi bi thương ký ức khi ta mới được sinh ra cũng bị nàng ta lục ra được cho dù ta lập sẵn kế hoạch trước đó rồi quên đi kế hoạch cũng sẽ bị nàng ta thăm dò được chết tiệt nàng ta cũng sẽ biết được suy nghĩ của ta bây giờ rồi sẽ thâm nhập vào đào sâu hơn nữa đổ địch an không nhịn được mà vò tóc hắn ước gì có thể nhổ luôn cái đầu mình xuống thật sự quá phiền lòng quá sầu não suy nghĩ cũng vô ích nhưng nếu không suy nghĩ thì không lẽ phải khoanh tay chờ chết sao hắn cảm thấy chuyện này còn tuyệt vọng hơn cả khi bị rơi vào tay bô rao ít ra lúc đó suy nghĩ của mình vẫn thuộc về mình cho dù hắn chửi thề trong lòng thì bô rao cũng không biết khi tâm tình đang phiền muộn thì hắn bỗng nghe thấy vài tiếng gọi vang lên từ phía trước thiếu chủ thiếu chủ thiếu chủ ngươi ở đâu thiếu chủ mau ra đây đi ngươi đừng có làm bọn ta sợ Giọng nói cũng không dễ nghe, đó là giọng của một người phụ nữ có dáng người mập mạp. Đỗ Địch An đang buồn phiền, nghe tiếng nhìn theo thì chỉ thấy một thiếu niên 16, 17 tuổi đang trốn ở trước đống vật liệu đồng tấm ngay phía trước không xa chỗ người phụ nữ này, người này mặc trang phục tơ lụa sang trọng, ăn diện cao quý, lúc này hắn đang cười ngây ngô mà có chút đắc ý. Thiếu chủ ở đây. Một thị vệ giáp vàng đang vận chuyển vật liệu xây dựng ở bên cạnh nhìn thấy thiếu niên này, lập tức kêu lên với người phụ nữ đó người phụ nữ mừng rỡ, lập tức chạy tới. Thiếu niên nghe thấy có người mật báo, bèn nổi giận trận mắt liếc thị vệ giáp vàng rồi bỗng dưng bổ nhào qua như nổi điên, ông lấy tay hắn rồi mở miệng muốn cắn. Thị vệ giáp vàng có chút hoảng hốt, vội vàng ông lấy thiếu niên rồi nói, thiếu chủ, đừng đập hư răng của người. Thiếu niên vẫn ngoan cố giải dụa, dương nanh múa vuốt duỗi tay chọc tới cổ họng hắn. Lúc này, người phụ nữ đã chạy qua đây, vội nói, thiếu chủ, người đừng làm mình bị thương. Thiếu niên quay đầu nhìn nàng, lại nhìn nhìn thị vệ giáp vàng ở trước mặt mình, đột nhiên đặt mông ngồi phịch xuống đất, hai chân giải đạp, khóc que oe như một đứa trẻ, nói chính xác hơn thì là giống như trẻ sơ sinh. Dường như người phụ nữ đã có sẵn cách ứng phó, nàng lấy một viên kẹo và một con búp bê gỗ từ trong túi ra đưa cho hắn rồi dỗ dành, thiếu gia, người xem đây là cái gì nào. Thiếu niên mở mắt nhìn qua, nhìn thấy kẹo và búp bê gỗ thì lập tức ngừng khóc, chọc lấy rồi cười ngây ngô. Người phụ nữ và thị vệ giáp vàng đều thở vào nhẹ nhõm, thị vệ giáp vàng chắp tay với người phụ nữ rồi vội vàng rời đi, lo sợ sẽ rước họa vào thân nữa. Người phụ nữ dắt tay thiếu niên đứng dậy, vỗ sạch các bụi trên người hắn rồi dỗ dành, thiếu gia nghe lời, chúng ta quay về, quốc vương kẹo đang đợi ngươi đấy, nếu không trở về thì chúng nó phải xuất chinh rồi. Thiếu niên vừa nghe thấy lời nàng nói thì lập tức trở nên căng thẳng, nắm tay nàng chạy như bay về phía trước thiếu gia, người chạy chậm thôi, người phụ nữ vội vàng kêu lên. Đỗ địch an nhìn bóng lưng họ đi xa dần, hắn đảo mắt một cái, cảm thấy nhàm chán vì một màn này. Hắn vừa định đứng dậy trở về đại điện thì bỗng dưng, não hắn như bị thứ gì đó đánh trúng mà ngây ra tại chỗ. Thiểu năng tên ngốc, hắn tự lẩm bẩm. Tên ngốc. Tên ngốc. Hắn tự lẩm nhẩm, ánh mắt mờ mịt càng lúc càng sáng lên, hắn bỗng nghĩ đến một thứ gọi là bệnh tâm thần bệnh tâm thần là cái gì đỗ địch an cũng chưa từng nghiêm túc học hỏi kiến thức về phương diện này cho nên lý giải của hắn cũng không khác mấy so với đa số người theo hắn nghĩ thì bệnh nhân tâm thần là những người khó hiểu khùng khùng điên điên có những suy nghĩ không cách nào hiểu được không sai chính là không thể hiểu được một người bình thường làm sao có thể hiểu được người bị bệnh tâm thần nghĩ đến đây hắn không nhịn được muốn cười giống như nhìn thấy một tia sáng trong cảnh khốn cùng hóa ra năng lực ma ngân này của nàng ta cũng không phải là không thể đánh bại đỗ địch an cảm thấy không ngờ mình lại vô tình tìm được sơ hở trong năng lực của dana dĩ nhiên đọc ký ức có thể lục xem hết mọi trí nhớ của người khác hơn nữa còn hiểu được suy nghĩ của người ta thế nhưng không lẽ trong suốt quá trình này bản thân dana sẽ không bị quấy nhiễu sao đáp án đương nhiên là phủ định đỗ địch an nhớ khi dana đọc xong ký ức của thanh niên lạnh lùng tư thái cao ngạo của nàng khi phát hiệu lệnh cho thanh niên lạnh lùng tựa như vị quân chủ đã ngồi trên ngai vàng rất lâu, dù chỉ trong chớp mắt nhưng biến hóa của loại khí chất này vô cùng rõ ràng. Lúc trước hắn không có để ý nhưng khi liên tục hồi tưởng lại những chi tiết như vậy trong khoảng thời gian này thì vẫn bị hắn chú ý được. Đương nhiên, cũng có khả năng là vốn dĩ bản thân Dana đã có khí chất này rồi, dù sao từ ban đầu nàng đã thể hiện ra phong thái uy nghi của nữ vương, chỉ là bây giờ lộ rõ hơn thôi phát hiện này cũng không thể xem là bằng chứng mạnh mẽ nhưng đỗ địch an vẫn luôn tin vào một quan niệm khác khi ngươi nhìn chăm chú vào bóng tối thật lâu thì đôi mắt của ngươi sẽ thích ứng với bóng tối nói một cách thông tục nhìn càng nhiều biến hóa càng nhiều giống như những trải nghiệm trưởng thành của một người con người sẽ trưởng thành vì đã nhìn thấy nhiều thứ cũng sẽ hình thành tính cách khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau mà ký ức của mỗi người cũng là hoàn cảnh của chính họ khi Dana đọc ký ức cũng đồng nghĩa với việc đã trải qua hoàn cảnh như vậy một lần, tính cách khó tránh sẽ có chút thay đổi, sẽ tăng thêm chút gì đó. Nếu thứ mà nàng nhìn thấy là ký ức của một người bị bệnh tâm thần thì sao nhỉ? Liệu nàng cũng sẽ biến thành người bệnh tâm thần chứ? Hay là thần kinh nàng sẽ trở nên không ổn định? Nhưng mà đổ địch an tất nhiên sẽ không làm cho mình bị bệnh tâm thần, thế nhưng hắn có thể thử khiến cho suy nghĩ của mình trở nên phức tạp, quá dị, nghĩ ra đủ loại ý tưởng kỳ lạ giống như bệnh tâm thần vậy. Khi Dana đọc ký ức hắn thì những suy nghĩ này cũng sẽ tràn vào trong đầu Dana và chạm với thế giới quan của chính nàng. Nghĩ đến đây, đổ địch an dần dần trở nên hưng phấn, đây là một điểm mấu chốt để phản kích tuyệt đối. Hắn bắt đầu vắt não suy nghĩ, nghĩ về quá trình áp dụng cụ thể và rất nhiều những suy nghĩ kỳ quái có thể sẽ gây chấn động mạch suy nghĩ của Dana. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, sắc trời tối đi khi một người hầu đến thông báo đỗ địch an đi ăn tối thì hắn mới bừng tỉnh lại lúc này hắn mới phát hiện sắc trời đã trở nên đen kịt thế mà hắn lại ngồi ở đây suốt một buổi chiều hắn vỗ vỗ bụi trên quần rồi đi theo thị vệ trở vào trong điện trên bàn ăn có để dành phần ăn tối của hắn dana ngồi ở chỗ cao nhất đang ăn bữa tối đặc trưng của trung hoa đỗ địch an nhìn thấy bữa ăn quen thuộc đã lâu không thấy này lập tức cảm thấy hoài niệm hắn bước tới bàn rồi ngồi xuống đã lớn như vậy rồi mà ăn cơm còn phải có người gọi sao? Dana đợi hắn ngồi vào chỗ rồi liếc hắn, nói. Dường như ánh mắt này chứa đựng ý nghĩa sâu xa, hiểu rõ hết thảy. Đỗ địch an âm thầm rùng mình nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn bình thường, trả lời lại một câu với vẻ hờ hững, còn chẳng phải là ta sợ quấy rầy công việc của ngươi sao? Hắn vừa nói vừa cúi đầu ăn cơm. Dana không nói gì nữa, ăn xong phần của mình rồi duỗi lưng, nói, đồ ăn kiểu trung đúng là không tệ, ngon hơn những thứ trước kia nhiều. Ít ra thì nó phong phú hơn chút. Đỗ địch an thuận miệng tiếp lời. Dana ăn xong liền đứng dậy rời đi. Đỗ địch an nhìn theo bóng lưng nàng, nỗi hưng phấn trong lòng bỗng dưng nguội tắt dần, đột nhiên hắn nhận ra suy nghĩ của mình có một lỗ hổng rõ rệt. Khiến Dana đọc ký ức của người bị bệnh tâm thần đúng là có thể thay đổi tư duy của nàng, nhưng cũng chỉ là thay đổi mà thôi. Có lẽ sự thay đổi này sẽ khiến cho nàng trở nên hung ác hơn, điên cuồng hơn. Mà kết cục của hắn vẫn sẽ không thay đổi vì chuyện này. Huống chi, hắn không thể trở thành người bị bệnh tâm thần thật sự, chuyện đó có nghĩa là hắn đã tự hủy hoại mình trước một bước rồi. Khi Dana đọc ký ức của hắn, vô vàng suy nghĩ mà hắn tự tạo ra cũng sẽ bị Dana nắm giữ, bao gồm nguyên nhân, mục đích của những suy nghĩ này, toàn bộ đều sẽ bị nàng nhìn thấy hết. Thế nên, hắn tốn cả buổi chiều vắt óc suy nghĩ cũng chỉ là uổng công mà thôi nỗi kích động trong lòng hắn lại bị dập tắt một lần nữa hắn cảm thấy bữa tối cũng trở nên tẻ nhạt vô vị như đang nhai sáp nến sau khi ăn xong bữa tối một cách cực kỳ chậm rãi đổ địch an từ từ ổn định lại từ tâm trạng mất mát và tuyệt vọng hắn sắp xếp lại tâm tình cảm thấy ít ra mình có thể thử thêm lần nữa hoặc là thử nghĩ cách khác chỉ cần không bỏ cuộc có lẽ vẫn còn đường ra trong lúc tự an ủi bản thân hắn đã trở về phòng của mình vừa tiếp tục suy nghĩ vừa từ từ chìm vào giấc ngủ. Lại qua hai ngày nữa, Đỗ Địch An được Dana gọi đến phòng thí nghiệm bị tách riêng ra một góc trong điện ngưỡng nguyệt. Dáng vẻ của phòng thí nghiệm này không khác lắm so với phòng thí nghiệm trong căn cứ dưới lòng đất của Bô Rao, Đỗ Địch An thấy vậy, tâm tình hắn trở nên nặng nề. Quả nhiên Dana kế thừa tư duy của Bô Rao, không những xem hắn là vật thí nghiệm mà còn muốn hoàn thành thí nghiệm của Bô Rao trên người hắn. Không cần căng thẳng, chỉ là lắp đặt một vật nhỏ cho ngươi thôi. Dana nhìn Đỗ Địch An đang có sắc mặt nặng nề, vẻ mặt nàng vô cùng lạnh nhạt. Dana nhận lấy một ống tiêm chứa thuốc đã được điều chế sẵn từ tay của một cụ già tóc hoa râm ở bên cạnh. Đỗ Địch An nhìn chất lỏng trong ống tiêm, biết ngay là thuốc gây mê. Sắc mặt hắn thẫn thờ, hắn không nói gì cũng không phản kháng. Sau khi bị tiêm thuốc mê, Đỗ Địch An cảm thấy cơ thể dần dần tê liệt, mất hết tri giác, hắn bị Dana đặt lên giường bệnh khóa tay chân lại ngủ một giấc thật ngon đi dana lại nhận lấy một ống tim nữa chất lỏng bên trong có màu xanh lam nàng tiêm thuốc đó lên tĩnh mạch cổ của đỗ địch an rất nhanh sau đó một cơn buồn ngủ ập tới đỗ địch an miễn cưỡng mở mắt nhưng lại phát hiện vô cùng khó khăn mí mắt giống như nặng nghìn cân hắn trắng rách đầu lưỡi bị cơn đau yếu ớt kích thích nên tỉnh táo được một chút nhưng cũng chỉ được vài giây sau đó cơn buồn ngủ vô tận lại ập tới lần nữa Cuối cùng Đỗ Địch An cũng không kiên trì nổi nữa, tầm nhìn của hắn tối đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Đỗ Địch An cảm thấy não mình đau nhức vô cùng, lòng hắn bất chợt cả kinh, ý thức trì trệ lập tức bừng tỉnh. Không lẽ trong lúc mình đang ngủ mê man, ký ức đã bị nàng bóp méo rồi sao? Rất nhanh sau đó, cơ bắp căng cứng của hắn lại thả lỏng, hắn cảm thấy mình vẫn còn thái độ thù địch với Dana. Chỉ dựa vào điều này, hắn có thể khẳng định rằng trí nhớ của mình hẳn là vẫn còn hoàn chỉnh ngay sau đó hắn cảm thấy được một cảm giác thiêu đốt hơi nóng rát và đau đớn ở cổ hắn chậm rãi chuyển động con ngươi nhìn qua một tia sáng trắng nhẹ nhàng chiếu rọi lên mặt hắn xung quanh là mấy bóng dáng già nua đi qua đi lại trong tay họ cầm vật liệu kỳ lạ lúc này đỗ địch an mới chú ý tới có rất nhiều thứ trong phòng thí nghiệm này cũng không có nhiều liên quan đến điện năng dường như dana cũng không phải đang làm thí nghiệm về áo cách điện một người già trong đó nhìn thấy Đỗ Địch An tỉnh lại, lập tức xoay người vội vã rời đi. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng Dana xuất hiện bên cạnh giường bệnh, không lưng nhìn Đỗ Địch An, dưới cổ lộ ra khe ngực nhô lên, nàng đưa bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại sờ lên trán Đỗ Địch An, cảm nhận một lúc rồi gật đầu, nói: "Hạ sốt rồi, không tệ." "Ngươi cảm thấy thế nào?" Đỗ Địch An nhớ đến lời nàng nói trước đó, hắn khẽ mở miệng nhưng lại phát hiện giọng mình càng đặt đến nỗi chính mình cũng không nghe rõ được ngươi đã lắp cái gì cho ta thế? Khóe môi Dana cong lên, nàng khẽ cười một tiếng, cũng không phải là thứ gì đặc biệt, chỉ là thứ mà bô rao chuẩn bị lắp cho ngươi, ta đã lắp cho ngươi sớm hơn thôi. Sau này nếu ngươi muốn phản bội ta thì thứ này sẽ lập tức lấy mạng ngươi. Nói đến đây, nàng chớp mắt một cái, bất kể ngươi trở nên mạnh cỡ nào, nó cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của ngươi đó. Ngươi, đổ địch an giận dữ, trên mặt đầy tuyệt vọng nhìn thấy biểu cảm của đỗ địch an dana chỉ cười nhẹ rồi quay người rời đi hai lão giả tóc mai xám trắng cũng mỉm cười đuổi theo có biểu hiện thuận theo đi giúp đỡ đợi sau khi người bên cạnh giường bệnh đều đi hết thì tuyệt vọng trên mặt đỗ địch an mới dần biến mất ánh mắt hắn đen kịp như hố sâu không nhìn thấy đấy lúc dana nói lắp thêm cho hắn ít dụng cụ hắn đã nghĩ đến điều này cho nên không có chút bất ngờ nào cả với lại chuyện khó lớn nhất trước mắt hắn chính là giải bỏ cách đọc ký ức của dana rồi rời khỏi nàng nếu như không làm được điều này thì dù quả bom được cất giấu trong người hắn nổ bất cứ lúc nào hắn cũng không có tâm trạng quan tâm đến nhưng hành động này của dana lại khiến hắn an tâm hơn rất nhiều điều này chứng tỏ dana tạm thời không dự định đi đọc ký ức của hắn cho nên hắn mới cố ý lộ ra biểu cảm tuyệt vọng phẫn nộ để thể hiện bản thân hoàn toàn chết tâm chỉ là rốt cuộc nên làm gì mới cởi bỏ được đọc ký ức của nàng đây nghĩ đến đây trong lòng đổ địch an thật sự có chút bất lực và tuyệt vọng cho dù hắn nghĩ như thế nào thì lúc đọc ký ức cách nghĩ của hắn đều sẽ bị Dana thăm dò ra, lúc đó phá giải cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Điều này giống như chiếc bánh xe không gian không có bất kỳ câu giải đáp. Vắt óc suy nghĩ cả một đêm, Đỗ Địch An vẫn không có chút manh mối nào. Hôm sau, sáng sớm Dana đến phòng thí nghiệm nhìn thấy Đỗ Địch An nằm trên giường ngủ say, nàng đi lên vỗ vào mặt gọi hắn tỉnh dậy, dậy đi, hôm nay đi cùng ta chế tác áo cách điện và bình ắc quy. Đỗ Địch An mở mắt ra, biết nàng có dự định quay về đế quốc thần La. Hắn không phản kháng cũng không hỏi thăm, Đỗ Địch An chỉ giận giữ bò dậy, trong ánh mắt không chút sức sống giống như một con rối, hắn như cái xác không hồn im lặng ngồi dậy, im lặng đi rửa mặt, im lặng dùng xong bữa sáng, im lặng đi theo một ông già đến phòng thí nghiệm sáng chế áo cách điện của Dana. Bên trong chồng chất nguyên liệu kim loại năng lượng lớn đã gia công tinh luyện. Những nguyên liệu này được chế tạo ra từ trong từng cái công xưởng của khắp cả thành trì, tập trung toàn bộ sức lực và nhân lực của cả thành trì tiến triển một cách nhanh chóng. Ngoại trừ áo cách điện chúng ta còn cần một bộ chiến giáp mặt ở bên ngoài, để phòng móng vuốt sắc bén của lôi điểu công kích, cái này giao bỏ bọn họ đi chế tạo. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là chế tạo áo cách điện, bình ắc quy và điện cầu. Dana nhìn thấy đổ địch an đến, lập tức nói những ý nghĩ và kế hoạch này cho hắn nghe đỗ địch an im lặng nghe xong rồi nói nguyên liệu của áo cách điện không thể dùng sợi nhôm mặc dù đây là nguyên liệu cách điện không tồi nhưng dưới điện áp cao rất dễ bị hòa tan nhựa plastic cũng vậy dana gật đầu nói ta biết nhưng nhôm này còn có tác dụng khác chúng ta chế tác áo cách điện trước người đến phụ giúp ta đi đỗ địch an khẽ gật đầu ký ức của hắn bị dana đọc được nên những kiến thức mà hắn biết được dana cũng biết mà hắn không biết dana cũng biết thậm chí còn biết nhiều hơn cả hắn cho nên hắn cũng không có gì nói nữa chỉ có thể thành thật giúp nàng trong phòng thí nghiệm thời gian trôi qua nhanh đến mức không cảm nhận được hai hôm sau hai bộ áo cách điện đã được làm ra trải qua kiểm nghiệm điện áp khác nhau cuối cùng cũng được đỗ địch an và dana chọn mặc dù tính cách điện của hai bộ áo cách điện này chưa thể chịu được điện áp cao nhưng trước mắt đã có thể đủ để tạo ra một bộ áo cách điện tốt nhất với lại cân nhắc đến tính cực hạn của nguyên liệu cách điện, Dana còn lắp đặt thiết bị dẫn điện bên trên áo cách điện, khi điện áp quá cao áo cách điện sẽ hút một phần điện áp đó dẫn đến đựng trong bình ắc quy phía sau áo cách điện. Bên sau mỗi bộ áo cách điện đều có 8 khối ắc quy dài, ngoài ra bên trong nguyên liệu cách điện được chế tác ra còn chứa đựng gần hơn 80 khối ắc quy, lúc ắc quy bên trong áo cách điện đều tràn ngập về sau thì có thể thay thế. Mặt khác Dana còn đột phá ý tưởng tạo ra điện cầu và thanh điện cực Điện cầu mở ra sau 3 giây sẽ phóng thích dòng điện, thanh điện cực là hai cây gậy nhỏ va chạm lẫn nhau sẽ sinh ra dòng điện, nguyên lý này rất đơn giản. Sở dĩ chế tắt hai thứ này chính là suy nghĩ đến lôi điểu sống ở trong đám mây dùng lôi điện làm thức ăn, lúc gặp bầy lôi điểu có thể dùng điện dẫn để dẫn chúng nó rời đi, cho bản thân thời gian chạy thoát. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa hết tất cả lại trôi qua một ngày, Dana chờ xuất phát, triệu tập đổ địch An và Helisa cùng nhau rời khỏi tòa cổ thành này. Nghĩ vừa đến đại lục phía đông phải lần nữa quay về đế quốc thần la, trong lòng Đỗ địch an không khỏi tiếc nuối cảm giác bản thân hiện tại rất giống lục bình trôi, sống chết không nằm ở bản thân. Bên trong nó là gì vậy? Đỗ địch an thấy Dana mang thêm một chiếc túi, có chút tò mò hỏi. Dana cũng không giấu giếm, hào phóng nói, là những liệt diễm hồn trùng truyền kỳ của đại lục phía đông, đợi sau khi trở về Sivia tìm thấy con siêu chip của ngươi thì chúng ta có thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm bô rao. Thí nghiệm này ta có biết chút ít, ngươi yên tâm ta có nắm chắc, nếu như bên trong siêu chip có những tri thức có tác dụng thì nắm chắc càng lớn hơn, ngươi trở thành thần trường sinh bất tử đầu tiên trên thế giới này sẽ rất nhanh thôi. Khóe miệng đổ địch an khẽ động, quả nhiên vận mệnh của bản thân không thay đổi, hắn cười đùa cợt, cho dù là thần thì cũng phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi, không phải sao. Dana lập tức lộ ra nụ cười, dường như câu nói này đã chọc trúng chỗ ngứa trong lòng nàng khiến nàng rất thoải mái, Tâm trạng tốt vỗ vào bờ vai của Đỗ Địch An, đừng chán nản như vậy, chỉ cần cách thí nghiệm đúng thì sau khi ngươi thành thần ta cũng sẽ trở thành thần bất diệt, với lại chúng ta có thể tạo ra rất nhiều thần thống trị thế giới này. Đến lúc đó ngươi chính là đại tướng đầu não của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí có thể cho ngươi tự do. Hai mắt Đỗ Địch An sáng ngời, tự do. Dana cười càng vui vẻ, không sai, là tự do. Đỗ Địch An khẽ gật đầu không nói gì cả chỉ là trong mắt là trạng thái đờ đẫn như tro tàn. Nhìn thấy đổ địch an thay đổi, Dana cười nhẹ hất tay về phía trước, rất có tư thái quân vương, thế giới này rất nhanh sẽ là của chúng ta. Mong là như vậy. Đỗ Địch An nói xong suy nghĩ một lúc rồi nhìn nàng nói, ngươi có thể thay đổi ký ức của người đó, có lẽ cũng có thể thay đổi ký ức của ta đúng không, vậy tại sao ngươi không làm vậy? Dana biểu môi cười nhẹ, ta cứ nghĩ là ngươi sẽ không hỏi, mà nói cho ngươi cũng chẳng sao, thay đổi ký ức đối với ta mặc dù không khó nhưng đối với người bị hại lại ảnh hưởng không nhỏ, đại não thần kinh của người đó đã tổn thương không ít, trong thời gian ngắn không thể phát hiện ra nhưng ngày rộng tháng dài sẽ dần dần xảy ra vấn đề. Ví dụ mất trí, phản ứng chậm các thứ, nếu như nghiêm trọng thậm chí sẽ ngây ngốc. Đỗ địch an ngây ra, không ngờ còn có mạo hiểm lớn như vậy khó trách Dana không áp dụng với hắn, có lẽ là không muốn làm tổn hại đến vật thí nghiệm hắn. Nghĩ đến đây trong lòng hắn cười khổ. Lúc nhập cư trái phép trở về, nếu như gặp phải đàn lôi điểu ngươi đừng có không nghe lời đó. Dana quay đầu có ý khác nhìn hắn, ngươi cũng không muốn nàng ta chung chung với ngươi đúng không? Đỗ Địch An biết ý của nàng, lo lúc bản thân gặp phải đàn lôi điểu sẽ có suy nghĩ chết chung kéo nàng đi theo. Ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Đỗ Địch An nói. Vậy thì được. Dana gật đầu. Nửa ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Dana mấy người họ đã đến bên bờ biển. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời chiếu rừng rực. Dana nhìn sắc trời rồi quay đầu, ánh mắt bỗng nhìn chăm chú vào hai mắt đổ địch an, năng lực ma ngân của ngươi hẳn là đã hồi phục rồi đúng không? Trong lòng đổ địch an kinh ngạc, lỗ chân lông không khỏi co rụt lại, vốn muốn phủ nhận nhưng lời vừa đến miệng lại nhìn xuống. Không sai, mấy hôm nay làm thí nghiệm với Dana hắn cảm giác được năng lực của mình đã dần hồi phục. Tầm mắt cũng trở nên mở mang hơn, sức lực tăng nhanh chóng, sức ma ngân cũng lần nữa trở về thân thể, toàn thân đều tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Nhưng hắn vẫn luôn che giấu cẩn thận cũng cố gắng biểu hiện giống như trước ở trong phòng thí nghiệm, không ngờ vẫn không thể giấu được Dana. Phủ nhận sao? Nếu như vậy thì nàng ta có đọc ký ức của mình không? Dù sao đọc ký ức mà không sửa chữa cũng không tổn hại gì đến bản thân, chắc chắn nàng ta sẽ không ngại làm như vậy trong lòng bối rối chốc lát, cuối cùng Đỗ Địch An vẫn lựa chọn thừa nhận, hỏi ngược lại, sao ngươi biết? Khóe miệng Dana hơi cong lên, hiệu lực của dược tề tấm ma kéo dài nhiều nhất là nửa tháng, tính toán thời gian, cũng tương đối rồi. Thì ra là vậy Đỗ Địch An bừng tỉnh, mừng thầm vì bản thân không nói dối. Hắn nhìn chầm chầm vào Dana, nói, ngươi định thế nào, tiếp tục giam cầm sức mạnh ma ngân của ta sao? Đừng thẩn trương. Dana cười nhạt một tiếng, có thứ kia ràng buộc ngươi, ta không cần cấm ma ngươi. Hơn nữa trên đường trở về, nếu như ngươi không có sức mạnh ma ngân, ngược lại là phiền toái. Nếu như gặp bầy lôi điểu, ta chưa hẳn có thể bảo vệ chu toàn cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ nhân cơ hội này chạy trốn, một khi vượt qua tường chiến thần, ta còn không thấy bóng dáng của ngươi, thứ trong cơ thể ngươi sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi, không cần ta tự mình ra ta. Đỗ địch an biết rằng nàng đang cảnh cáo mình, quả thực hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên dù lời của nàng nói là thật hay giả, hắn cũng không dám thử. Dù sao tính mạng chỉ có một, chọn sai thì không còn nữa. Ta biết rồi. Giọng hắn trầm xuống, tỏ thái độ ủ rũ. Ánh mắt Dana lóe lên, trên mặt lại là không mảy may để ý, nói, đã như vậy, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Vừa hay hôm nay thời tiết trong lành, lại là ban ngày, trực tiếp bay qua đi bay qua sẽ không gặp liệt diễm điểu chứ đỗ địch an bèn vội vàng hỏi dana liếc hắn một cái thời tiết như vậy liệt diễm điểu đều bay lên những đám mây để tận hưởng ánh mặt trời rồi chỉ cần chúng ta đừng bay quá cao là được đỗ địch an biết có lẽ nàng cân nhắc còn chu toàn hơn mình nên cũng không nói gì nữa chất nhầy màu đen chảy ra từ trong cơ thể dana bốn cánh ve sầu yếu ớt nhô ra sau lưng của nàng các bộ phận còn lại vẫn giữ dáng vẻ của con người chỉ là hình dáng bán ma thân thân thể từ từ bay lên đỗ địch an cũng không ẩn giấu nữa chất nhầy màu đen cũng tuôn ra hai cánh màu đen như con dao chém lớn mọc ra giống hai lưỡi dao cực lớn sắc bén thú ma khí của hắn cũng không mất mà giống như dana và bô bọn họ đưa máy săn ma sống nhờ trong cơ thể bất cứ lúc nào cần có thể phân giải tiến vào ma thân kể từ khi chiến đấu với người thứ hai là dana Đỗ Địch An có hiểu biết mới về cách vận dụng sức mạnh ma ngân, sau đó khi nhìn thấy bô rao ra tay, cảm giác này càng sâu sắc hơn. Ngoại trừ khi di chuyển gặp bầy liệt diễm ở ngoài, bô rao chưa bao giờ tiến vào trạng thái ma thân toàn bộ, thậm chí Đỗ Địch An cảm thấy, dáng vẻ ma thân 12 cánh đó, cũng chưa chắc là hình đầy đủ ma thân của bô rao, dù sao nhìn qua ma thân 12 cánh cánh đó, ngoại trừ sự thay đổi về màu da và cánh phụ. Những phần còn lại gần như không khác gì con người, điều này rất khác biệt so với ma vật có hình thù kỳ quái dung hợp cấp cao khác. Mức độ dung hợp ma thân của hầu hết vực sâu là gần 100%, một khi ma hóa, dường như là hình dáng quái vật, nhìn không thấy bao nhiêu dáng vẻ con người. Mà trong thí nghiệm ngày thường, bô rao chỉ ma hóa một phần cơ thể, thậm chí có đôi khi chỉ ma hóa một ngón tay. Nắm giữ loại ma hóa từng phần này rất cần kỹ xảo, tác dụng cũng rất rõ ràng, có thể tiết kiệm thể năng một cách đáng kể trong trận chiến kéo dài, nếu vận dụng tốt thậm chí có thể phát huy sức chiến đấu còn mạnh hơn toàn ma thân qua mấy ngày quan sát và nhận thức đỗ địch an cũng dần dần nắm giữ kỹ xảo bán ma thân lúc này chỉ là ma hóa ra đôi cánh kẻ tách rời trên lưng mà cơ thể vẫn là dáng vẻ con người nhìn thấy biến hóa của đỗ địch an dana cười nhạt một tiếng đối với chuyện đỗ địch an quan sát bán ma thân nàng đã sớm biết từ lần đọc ký ức trước chỉ là không nghĩ rằng trong thời gian ngắn như vậy hắn đã hoàn thành việc quan sát suy nghĩ đến thực hiện, quả nhiên người của thời đại trước đây thông minh. Đỗ Địch An đang nghe truyện trên TV audio CV nắm lấy Dana trong bộ chiến giáp, tất cánh, đuổi theo phía sau người Dana. Đỗ Địch An bay về hướng đại dương, cơ thể dần dần nâng cao, cao dần lên cách mặt nước 3-400 mét, đồng thời vẫn tiếp tục lên cao. Đỗ Địch An theo sát phía sau, cảm thấy bỏng rác do ánh mặt trời chiếu trên người, xuyên qua đám mây rơi bụi hạt nhân rải rác, tản xạ ra bức xạ nóng trực mãnh liệt bay qua biển cạn, một đường thẳng tiến. Sức mạnh ma ngân trong cơ thể đổ địch an chuyển động, từng vần hào quang vàng nhạt xuất hiện trong con ngươi, như là mắt côn trùng, cực kỳ đáng sợ. Trong tầm mắt của hắn, thế giới cũng xảy ra sự thay đổi rất lớn, có thể nhìn thấy vô số hạt bụi cực nhỏ, trên những hạt bụi này, dường như còn có côn trùng nhỏ như ruồi nằm ở phía trên, thỉnh thoảng vỗ cánh bay rồi. Tuy nhiên, chỉ dựa thị lực bình thường, không có cách nào nhìn thấy cảnh này không ai có thể nghĩ rằng trong không khí nhìn như trong suốt và tinh khiết này lại có nhiều hạt bụi nhỏ như vậy cùng với phi trùng li ti nếu người bình thường sống ở một nơi như vậy hít vào số lượng lớn phi trùng nhỏ bé không bao lâu sau cơ thể sẽ sụp đổ đủ loại bệnh tật xuất hiện trong mắt đổ địch an cơ thể đa na ở phía trước dần bị thấm vào tầm mắt xuyên qua chiến giáp thậm chí nhìn thấy vết tích hoa văn rõ ràng vật liệu kim loại được rèn trong chiến giáp sau đó nhìn thấy điện y trong chiến giáp khi tầm mắt tiếp tục thấm vào, một đồng thể trắng tinh xuất hiện trong mắt hắn. Nhưng rất nhanh, đồng thể trắng như tuyết này cũng nhanh chóng lướt qua, tiến vào cảnh tượng tầng sâu hơn. Lỗ chân lông đang mở rộng, tầm mắt trở nên đỏ như máu, hấp thụ mau mạch máu rắc rối phức tạp dưới mô biểu bì, tĩnh mạch sâu, mạch máu, cùng với xương cốt, vân vân. Dường như cơ thể của Dana kéo tơ bóc kén hiện ra trong tầm mắt đổ địch an, chẳng có bí mật gì để nghiên cứu, cũng để hắn thấy rõ cấu tạo trong cơ thể của nàng cái này cơ thể này con ngươi đổ địch an khẽ co lại trong mắt hiện lên một tia kinh hãi nếu không phải sức không chế của hắn mạnh mẽ suýt chút nữa đã bị dọa hét lên hắn hoài nghi mình nhìn thấy là một con quái vật nhưng khi tầm mắt hắn rút khỏi trong nháy mắt bóng người trước mắt vẫn là dáng người mềm mại của dana sắc mặt hắn thay đổi trong lòng vừa chấn động vừa thổn thức đồng thời còn cảm thấy mấy phần kinh sợ khác như hắn dự đoán trước đó trong cơ thể của Dana thực sự có ba ma ngân, hai ma ngân trong số đó ở dưới hai bầu ngực đầy đặn của cơ thể, mà ma ngân thứ ba thì lại ở sau gáy nàng, khảm ở đầu xương cột sống cổ, tẩn dấu cực sâu. Ở trong cột sống đó bị đào rỗng, độn một túi thịt, mà ma ngân thì sống trong túi thịt này, mô mềm tiết ra từ túi thịt trộn lẫn với mạch máu cực nhỏ, trôi dạt theo khe hở giữa đốt sống như sợi tóc, liên kết với máu thịt bên ngoài cột sống, hấp thu máu của cơ thể cùng chuyển động với sự tuần hoàn máu của toàn bộ cơ thể. Đồng thời có thể truyền ra sức mạnh ma ngân trong túi thịt. Không thể không nói, loại thí nghiệm cấp bậc này, quả thực là tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, tinh tế làm người liếu lưỡi. Hắn hoài nghi, chắc hẳn ma ngân thứ ba này chính là do Dana tự mình thực nhập, thủ pháp hoàn toàn không giống với hai đạo ma ngân khác, càng thêm tinh tế. Ngoại trừ ba ma ngân ra, làm cho đổ địch an chấn động nhất lại là mỗi cái bộ phận trong cơ thể Dana, quả thực quá kỳ dị ví dụ như dạ dày của nàng đó tuyệt đối không phải dạ dày của con người nhìn qua là một túi nước màu tím đen bề ngoài lại có từng cái từng cái xúc tu mềm khoảng hai tấc vững vàng hấp thụ trên máu thịt xung quanh không có cách nào lay động ngoài ra ruột của nàng thì càng kinh khủng hơn ruột già chỉ có một đoạn rất ngắn nhưng trong ruột lại đầy răng sắc nhọn mà ruột non lại giống như rắn độc có rõ ràng từng đoạn từng đoạn vết lồi lõm bề mặt nhẵn bóng lạ thường thành ruột dính một lớp mỡ dày. Ngoài ra, xương cốt của nàng cũng rất kỳ quái, không phải một bộ hoàn chỉnh, mà giống như một bộ xương được dựng bởi xương cốt không giống nhau chấp phá lung tung lại. Đến cuối cùng Bô Rao đã làm bao nhiêu thí nghiệm trên người nàng, Đỗ Địch An cảm thấy trong đầu óc đã hiện ra sự tối tăm trong phòng thí nghiệm, Bô Rao nhiều lần giải phẫu một bộ cơ thể của cô gái ở trước giường thí nghiệm. Thực nhập thành từng bộ phận lấy từ trên người quái vật xấu xí, cảm giác đó quá điên cuồng. Nhìn đủ chưa? Bỗng nhiên âm thanh của Dana truyền đến. Đỗ Địch An giật mình, vòng vàng nhạt trong con ngươi lập tức biến mất, khôi phục con ngươi đen nhánh, mờ mịt nói, "Cái gì?" Dana nghiêng đầu nhìn tới, khóe miệng mang theo ý cười nhạt như có như không, "Năng lực ma ngân của ngươi không phải có thể nhìn thấu sao, nhìn thấy cơ thể của ta rồi chứ?" Hơi thở nàng như hoa lan, mơ hồ mang theo một chút cảm giác gợi dục. Đỗ Địch An lại không có nửa phần động lòng. Trên thực tế khi nhìn thấy cấu tạo bên dưới cơ thể xinh đẹp này của nàng, dĩ nhiên hắn không nhấc lên được nửa phần hứng thú, cho dù nàng khỏa thân đứng trước mặt mình, sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy buồn nôn, đồng thời hắn cũng có một sự hiểu biết mới về trình độ độc ác nhẫn tâm của Bô Rao, hắn lắc đầu nói. Ta không thấy, nhắc mới nhớ, chúng ta bay qua, sẽ gặp Bô Rao hay mấy vị vương giả kia không? Thấy đổ địch an gượng gạo chuyển chủ đề, khóe miệng Dana cong lên, nhưng nàng đã biết câu trả lời, cũng lười theo đuổi, tùy ý nói, ta cố tình đi đường vòng, cách nơi đến trước đó 300 km, nếu vẫn gặp được hắn, vậy thì chỉ có thể xem như chúng ta xui xẻo thôi, tuy nhiên, ta là người luôn may mắn. Đỗ Địch An khẽ cười khổ, nhưng ta luôn xui xẻo. Có lẽ lần này Đỗ Địch An thật sự hưởng được ánh sáng của Dana, từ lúc bay qua trên biển lớn, một đường đều bình an vô sự, vừa không gặp liệt diễm điểu trên bầu trời, cũng không gặp tập kích đến từ biển cả. Sau khi bình an đến nơi vắng vẻ, Đỗ Địch An và Dana đồng thời thở ra, Dana cười nói, ta đã nói, vận may của ta không tệ mà. Đỗ Địch An cười gượng. Đi thôi. Dana bước vào trong khu rừng phía trước, tiếp tục lên đường. Đỗ Địch An theo sát phía sau, một đường thẳng tiến khoảng hơn mười mấy giờ, đã hai ba giờ đêm, cuối cùng hai người nhìn thấy tường chiến thần sừng sững đứng giữa trời đất ở cuối tầm mắt. Tường chiến thần cao hơn ba ngàn mét, tựa như một ngọn núi lớn kéo dài, mang đến cảm giác áp bức vô tận. Nghỉ ngơi một đêm, trưa mai lại xuất phát. Dana thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói với đổ địch an bên cạnh. Nếu buổi tối lén qua thu hút sự chú ý của lôi điểu, ti chớp lấp lóe, dễ thu hút sự chú ý của quân biên phòng đế quốc, ban ngày khá hơn một chút. Hai người ở trong rừng cây từng người chọn một cái cây lớn, rồi ngủ ở trên thân cây. Trắng độc rừng rậm bơi nhảy còn chưa đến gần hai người, thì cơ thể tự động đứt gãy, rơi xuống, cơ thể đứt thành hai đoạn vạn vẹo đau đớn. Năng lực cảm giác của ngươi có vẻ không tệ. Đỗ địch an dựa trên cây, nhìn ra xa trời đêm, đáp lời Dana. Dana dững dưng nói, không phải ngươi đã đoán được một chút sao, giống như ngươi nghĩ, ma ngân đầu tiên của ta chính là kẻ tạo mộng. Đỗ địch an hơi thay đổi sắc mặt, quả thật hắn đã nghĩ đến ma ngân khi nàng đọc ký ức với kẻ tạo mộng, không ngờ rằng thật là như vậy, trong đầu hắn lập tức hiện ra đủ loại tin tức về kẻ tạo mộng, không biết làm sao, rất ít mô tả về kẻ tạo mộng trên danh sách ma vật của Sivia, chỉ biết rằng vật ấy có thể thông qua độc tố, kéo người ta vào ảo cảnh. Có thể khiến người ta bất tri bất giác rơi vào ảo cảnh trong lúc chiến đấu. Nhìn từ năng lực biểu hiện của Dana, rõ ràng năng lực dục mộng giả không dừng ở đây. Đây có lẽ là ma vật truyền kỳ ngũ tinh đứng đầu. Vèo. Đột nhiên Dana di chuyển, nhảy xuống bãi cỏ dưới gốc cây, bắt lấy một con ma vật vừa giống thỏ vừa giống báo săn, ma vật này có hoa văn da báo toàn thân, nhưng kích thước lại chỉ bằng con thỏ, đỉnh đầu còn mọc ra hai cái tai nhọn, tuy nhiên răng nanh khá dài, giống răng của kiếm sĩ hổ, TS hổ răng kiếm. Đỗ Địch An quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ngón tay nàng ma hóa, móng tay biến thành một cây kim nhọn màu đen, đâm vào giữa trán của ma vật nhỏ này. Một lúc sau, ma hóa trên ngón tay Dana khôi phục Nàng tiện tay vứt bỏ ma vật nhỏ đang không ngừng co giật bắp chân, sau đó nhảy lên thân cây đổ địch an đang nằm. Thế nào? Đỗ Địch An có dự cảm không tốt. Không có gì, xem trong khoảng thời gian này ngươi đã nghĩ cái gì? Dana hờ hững nói. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, theo bản năng muốn giơ tay phản kháng, nhưng từ sâu trong đôi mắt Dana nhìn thấy một tia sáng đầy ý nghĩa sâu xa, đột nhiên hắn nghĩ đến đồ vật không biết đã cài vào trong cơ thể mình. Ngay lập tức trở nên trầm mặc. Bóng dáng Dana thoáng qua, đến gần Đỗ Địch An ngay lập tức, bàn tay chạm vào trán hắn. Đỗ Địch An cảm thấy tầm mắt tối lại, vô số hình ảnh lướt qua trước mắt, tốc độ lần này còn nhanh hơn lần trước, có lẽ cũng chỉ qua thời gian mấy ngày, hắn mở mắt ra, nhưng thấy trời vẫn tối và Dana đã lui lại, đứng trước cành cây, nhìn hắn với vẻ thích thú. Đỗ Địch An biết những suy nghĩ mấy ngày nay đã hoàn toàn bại lộ, sắc mặt của hắn hoàn toàn u ám. Tuy nhiên nghĩ đến bản thân vẫn có địch ý với Dana, hắn lại có chút vui mừng, điều này có nghĩa là ký ức của hắn không bị sửa đổi. Quả thật ngươi là một mối đe dọa. Dana mặt mang nụ cười nói. Đỗ Địch An nghe được thì toàn thân phát lạnh, miễn cưỡng cười nói, ta đã tuyệt vọng rồi. Ta biết. Dana khẽ cười nói, tuy nhiên, có thể nghĩ đến việc dùng cách bệnh tâm thần để quấy nhiễu ta đọc ký ức, thậm chí là chỉnh sửa ký ức của ta ngược lại cũng xem như là suy nghĩ khác người, đáng tiếc, tất cả những điều này là vô ích. Đỗ địch an lộ ra nụ cười khổ. Nếu ngươi đã tuyệt vọng rồi, thì thành thật theo ta lăn lộn đi. Dana dựa sát vào đỗ địch an, dùng tay nâng cầm hắn, nhẹ nhàng thổi ra một mùi hương, mang theo mấy phần quyến rũ lại không mất đi khí phách nói. Đỗ địch an cảm thấy nàng càng ngày càng có khuynh hướng nam tính, quả nhiên là độc ký ức của mình và thanh niên lạnh lùng đó, cũng có ảnh hưởng nhất định với nàng ta biết rồi đỗ địch an nhìn thẳng vào nàng chân thành nói dana nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn chợt mỉm cười rồi lùi lại một gốc cây khác giọng nói truyền đến ta sẽ không tin ngươi nữa ai biết trong đầu ngươi sẽ nghĩ ra điều gì ngủ đi có lẽ ngày mai có một trận chiến khó khăn đấy khóe miệng đỗ địch an hơi động thầm thở dài ngụy trang mấy ngày nay đều trở nên phí công rồi hắn biết vì sao dana lại đột nhiên đọc ký ức của mình chắc chắn không phải tâm huyết dân trào mà là lo lắng khi vượt biên sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối mặt với kẻ địch thận trọng như vậy, Đỗ Địch An cảm thấy cảm thấy giống như thận hư gặp mỹ nữ, lực bất tòng tâm, hắn chỉ nằm như vậy, nhìn bầu trời đầy sao qua kẻ lá. Ánh sao rực rỡ, vũ trụ bao la. Tinh không vĩnh viễn huyền bí và mỹ lệ như vậy. Đỗ Địch An nhìn theo, đột nhiên trong đầu hắn như bị sét đánh, bỗng ngẩn ra. Buổi tối luôn trôi qua rất nhanh, khi bình minh ló dạng, Đỗ Địch An và Dana từ từ thức dậy. Dường như trời non bị vùi lấp trong bùn đất hắc ám, vương người đón ánh năng của một ngày mới. Nướng ma vật làm bữa sáng, sau khi ăn xong, Dana không lập tức rời đi, mà là ngồi ở trên ngọn cây, lặng lặng chờ đợi. Khi kim giờ của đồng hồ cơ chỉ đến, vừa đúng lúc mặt trời đang cháy rực, Dana nướng nóng ma vật còn thừa lại làm bữa trưa, sau khi lấp đầy bụng cùng dỗ địch an, nàng đứng dậy vác hành lý, nhìn tường chiến thần phía xa, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng chuẩn bị tốt dana hạ thấp giọng nói đỗ địch an hơi gật đầu trên lưng ma hóa ra cánh trời vèo dana cất cánh trước nhảy vọt lên cao phút trời đỗ địch an ôm lấy helisa nhanh chóng đuổi theo như mũi tên sắt hai người bay thẳng lên trời trong nháy mắt bay đến độ cao 3 bốn ngàn mét có thể nhìn thấy bóng người dày đặc như kiến trên tường chiến thần dana tiếp tục nâng độ cao trong nháy mắt đã bay đến trên không khoảng 6.000 mét, xung quanh đã có mây mù mỏng bao phủ. Mây mù này như khói nhưng có loại cảm giác ẩm ướt, bên trong chứa hơi ẩm, có cảm giác mát mẻ. Dana tiếp tục lên cao, bay vọt lên mây mù trên không, chỉ thấy biển mây xung quanh như bông, từng cục phồng lên, bầu trời phía trên mây rất xanh độ công uống lượng, từ điểm này đủ để khẳng định thuyết trái đất tròn. Đuổi theo, hết tốc lực. Dana hạ giọng nói, cơ thể như ưng, bay nhanh về phía trước. Ánh mắt đổ địch an ngưng trọng, tăng tốc đuổi theo, trong con ngươi dần hiện lên từng tầng ánh sáng màu vàng nhạt, tầm nhìn tăng lên đột biến, hắn nhìn thấy độ ẩm rải rác trong mây mù xung quanh, cùng với vô số côn trùng nhỏ quá dị. Không đến 10 phút, đổ địch an đã nhìn xuyên qua mây mù phía dưới 3-4 ngàn mét, tường chiến thần nguy nga cao vút đứng sừng sững, như là cây búa lớn vắt ngang trên mặt đất, cắt đứt núi sông. Cũng không biết người trên tường chiến thần có thể nhận ra bọn họ hay không ánh mắt đổ địch an lóe lên, trong lòng lại không quá căng thẳng, bị bọn họ nhận ra được cũng có lẽ là một chuyện tốt. Lúc này, đột nhiên trên đầu tầm mắt xuất hiện lốn đốn đỏ tươi, lan tràn trên nhãn cầu giống như có bệnh, đổ địch an nhìn kỹ lại thì thấy một nguồn nhiệt màu đỏ tươi xuất hiện trong mây mù phía đỉnh đầu ở phía trước. Lôi điểu Đổ địch an trong lòng căng thẳng Mặc dù hắn đã tưởng tượng gặp phải đàn lôi điểu, Dana bị lôi điểu giết chết, hắn nhân cơ hội chạy trốn, nhưng rõ ràng điều này quá tốt đẹp, thật sự phải hứng chịu nguy hiểm, có thể hắn sẽ là người hy sinh đầu tiên để chịu tội thay cho Dana. Xông lên. Dana trầm giọng nói. Đột nhiên tốc độ của nàng lại tăng lên, mây mù mỏng manh xung quanh bị nàng vẽ thành một vòng cung trắng như tuyết, nhưng nhìn từ mặt đất lại là một đường thẳng. Trong lòng đổ địch an khẽ trùng xuống, đưa tay lên rung chung, đẩy Helisa ra ngoài. Đôi cánh đỏ tươi như lửa sải ra từ trên lưng Helisa, nàng tiến vào trạng thái toàn ma thân, biến thành dáng vẻ một con long nhân, có chút tương tự dị tộc hỏa long, tuy nhiên rõ ràng là hai loại chủng tộc, cánh của nàng là cánh thịt, toàn thân không có ngọn lửa, tầng chất sừng màu nâu đỏ bao phủ thoạt nhìn cực kỳ rắn chắc. Một phần cơ thể được bao phủ bởi lớp vảy, hoàn toàn khác với tình huống hỏa long lửa cháy toàn thân, chỉ là hình dạng hơi giống. Sau khi buông Helisa ra, Đỗ Địch An cũng lập tức tăng tốc, cùng Helisa đuổi theo Dana hết tốc lực. Lúc này, bỗng nhiên hắn phát hiện, thực lực của vị Dana này mạnh hơn gấp đôi so với hai vị Dana mà hắn từng gặp lúc trước. Hắn cố hết sức lực mới miễn cưỡng đuổi đến phía sau nàng, nhưng nhịp tim của nàng vẫn ổn định, kiểm soát hơi thở cũng rất ổn định, không có chút cảm giác phí sức nào. Khi hai người đang tăng tốc, nguồn nhiệt màu đỏ tươi phía trên mây mù phía trước dường như chú ý đến bọn họ, ngay lập tức lao về phía bọn họ, giống như cả một mảnh mây cháy rực. Hai phút sau, Hình dáng nguồn nhiệt màu đỏ tươi xuất hiện trong tầm mắt đổ địch an rõ ràng là từng con từng con quái điểu to lớn với bộ lông màu tím đậm trên đỉnh đầu lại có sừng cong dưới cánh còn kèm theo móng vuốt sắc bén như thể móng vuốt sắc bén này là cánh tay đôi cánh chỉ là áo choàng gắn trên móng vuốt sắc bén xông lên ánh mắt Dana như điện toàn thân xuất hiện tầng chất sừng màu đen cơ thể cũng tiến vào trạng thái nửa ma hóa tứ chi không có biến hình chỉ là bộ phận ngoài da ma hóa. khu Hù. Tiếng chim hót chơi ta vang lên, liếu ra liếu riếu, vô cùng sắc bén. Đỗ địch an nhìn thấy trên người những con chim với bộ lông màu tím đậm này đập ra điện quang bùng bùng, thì biết chắc chắn là lôi điểu, hắn hít một hơi thật sâu, học theo dáng vẻ của Dana, lớp da trên cơ thể cũng tiến vào ma hóa, xuất hiện một tầng giáp sát mà đen. Vèo. Cơ thể Dana vẽ ra một đường cong, lao xuống phía dưới. Hai phút bay hết tốc lực trước đó, bọn họ đã rời khỏi bầu trời phía trên tường chiến thần, bay với tốc độ xấp xỉ 10 km mỗi phút, bay 20 km trong 2 phút, ngay cả khi hạ cánh ở đây, với thân thủ của bọn họ, cũng có thể trốn thoát trước khi Linh do thám ẩn sau tường chiến thần đuổi kịp. Chỉ là Hu Đàn lôi điểu tiếp cận trong nháy mắt, tốc độ nhanh kinh ngạc, không thua gì Dana, đặc biệt là từ trên lao xuống, trên người tất cả lôi điểu đập ra điện quang, giống như một mảnh thiên khiển bổ xuống sấm chớp ầm ầm một tia sấm chớp lập lòe đánh về phía trước mặt dana tốc độ sấm sét nhanh làm dana hoàn toàn không kịp phản ứng tức khắc bị điện giật cơ thể một trận suýt nửa ngã xuống đỗ địch an nhìn thấy cảnh này sắc mặt hơi thay đổi lập tức bảo helisa thu hồi ma thân đồng thời bản thân cũng thu lại đôi cánh tách ra từ khe hở ở phía sau lưng chiến giáp mặc cho cơ thể lượn trên không và rơi xuống mặc dù điện y cách điện dẫn điện trong chiến giáp có thể bảo vệ bọn họ nhưng ma hóa ra đôi cánh đủ để trở thành mục tiêu truyền điện. Đây là vấn đề bọn họ không có cách nào giải quyết, chỉ có thể dựa vào vận may, gia tăng quả cầu điện để chống đỡ khoảng thời gian rơi tự do này. Một khi đến mặt đất, thì bọn họ an toàn rồi. Chỉ là, từ độ cao 6.000 mét rơi xuống, cần bao lâu? Đỗ Địch An và Dana đã tính toán trước, dựa vào tốc độ rơi xuống của người bình thường, nếu tư thế thẳng đứng, có lẽ cần khoảng từ 50 đến 70 giây mà rõ ràng tốc độ rơi xuống của bọn họ nhanh hơn so với cái này. Thứ nhất là cơ thể dày và nặng, thứ hai là trong túi hành lý trên lưng lắp vào tấm chì tăng trọng lượng. Theo tính toán của hai người, bọn họ rơi tự do, chỉ cần khoảng 20 giây. 20 giây, vô cùng ngắn. Nhưng vào lúc này, sự sống và cái chết đã quá xa vời với bọn họ. Vèo. Không đến 3 giây, đàn lôi điểu lại lần nữa áp sát, cách nhau không quá ngàn mét. Tê tê một vùng điện quang bùng bùng lập lòe đến hoa cả mắt từ trên người lôi điểu phóng ra, đánh trúng trên người đổ địch an và Dana, na, điện quang lập lòe, chiếu sáng cả bầu trời. Mặc dù vũ trang tận răng, cơ thể được quấn chặt trong điện y, nhưng khi hàng chục tia sét đánh trúng, vẫn cảm thấy toàn thân có cảm giác tê dại, giống như có một luồng điện yếu ớt chạy ra từ trong cơ thể. Dòng điện oanh kích nổ tung trên bề mặt chiến giáp, đẩy cơ thể hai người rơi xuống phía dưới càng nhanh hơn. Đỗ địch an lại không quan tâm đến tốc độ tăng giảm, thông qua cảm ứng của thí nghiệm trước, hắn biết tám bình ác quy trên điện y đã gần bảo hòa, mà đây chỉ mới là đợt công kích đầu tiên. Hơn nữa không phải tất cả lôi điểu phát động cùng một lúc. Trong con ngươi đổ địch an hiện ra vần ánh sáng màu vàng, cơ thể của tất cả lôi điểu trong tầm mắt bị nhìn xuyên qua, có thể nhìn thấy máu chảy cùng với bộ xương trong cơ thể bọn chúng. Rất nhanh, Hắn nhìn thấy trong mỗi mạch máu trong cơ thể những lôi điểu này lại có luồng điện chuyển động, luồng điện này là màu trắng, mỏng như sợi tóc, số lượng nhiều đến dọa người, khi tụ lại trên bề mặt cơ thể thì lập tức bắn ra một tia sấm sét đánh tới. Quá nhanh, đổ Địch An hoàn toàn không có cách nào tránh được, thậm chí không giơ tay chống đỡ được. Hắn bị đánh trúng lần nữa, cảm giác tê dại trong cơ thể càng mạnh hơn, thậm chí có cảm giác như bị điện giật nhẹ. Bình Ác Quy đã bảo hòa rồi. Vèo Lúc này, tốc độ tay của Dana phía trước rất nhanh, chẳng biết lúc nào từ trong túi hành lý lấy ra hai quả cầu điện, ném sang bên phải. Tốc độ ném quả cầu điện rất nhanh, trong nháy mắt bay ra ngàn mét, ầm ầm nổ tung ra một đoàn điện quang chơi mắt. Điện quang lúc này nóng rực, chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của đàn lôi điểu. Lôi điểu đến gần phương hướng quả cầu điện lập tức tách khỏi đội hình, bay vút về hướng quả cầu điện dòng điện hỗn loạn phóng ra từ trong quả cầu điện đánh trúng những con lôi điểu đến gần bọn chúng phát ra từng trận âm thanh vui mừng như thể tắm trong sấm sét chẳng mấy chốc một đầu lôi điểu khá lớn và tốc độ nhanh nhất trong đó giành bay đến trước quả cầu điện kêu lên một tiếng há miệng ngậm quả cầu điện cuối cùng nuốt một phát vèo lúc này dana lại ném thêm một quả cầu điện về phía khác rất nhanh lại phân tán không ít lôi điểu bên cạnh lao vào tranh đoạt số lượng của đàn lôi điểu này có lẽ có hơn ngàn con lúc này phân tán một hai trăm con vẫn có một vùng đen kịp như cũ tiếp tục truy kích dana nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha